Cửu Duyên, theo ta. Đa tạ ý tốt của đại hoàng tử, nhưng Hoàng Diệt Môn bắt mua từ ta, ta nào còn mặt mũi để sống tiếp nữa. Cửu Duyên, ta xin ngài hãy để tình chúng ta quen biết từ nhỏ, để an bài hậu sự cho Mạnh gia chúng ta, kiếp sau Cửu Duyên sẽ đền đáp ơn nghĩa này. Liễu Minh Diễn, Mạnh gia chúng ta đã dùng toàn lực để giúp ngươi thượng vị, nhưng giờ ngươi lại giết sạch cả nhà ta, ngươi không sợ báo ứng sao? Mạnh gia huy động binh mã đi mưu phản, giờ ngươi còn dám tới tra hỏi chẩm sao? Lúc đó ta dùng cái chết để ép phụ thân phản bội đại hoàng tử, để giúp ngươi thượng vị, để củng cố vị trí. Ngươi còn bảo ta hạ độc bản tính đại hoàng tử, bây giờ để giết cả nhà Mạnh gia ta, ngươi dám nói dối như vậy luôn sao? Cửu cô nương, Mạnh gia không ngừng khoe khoang công lao vốn dĩ phải chết, về phần đại hoàng tử, ngày ấy lại không hề cảnh giác với Mạnh gia, đáng bị trúng độc. Ta quả thực mắt mù, lúc trước ta thương tình ngươi chỉ có một mình nên thu nhận ngươi vào Mạnh gia, bây giờ ngươi lại lấy ơn báo oán. Ai nhận ơn của ngươi hả? Hạ nhân ở Mạnh gia luôn dùng ánh mắt tội nghiệp dành cho kẻ ăn xin để nhìn ta, ta kém gì ngươi chứ? Ngươi chỉ có xuất thân tốt hơn ta thôi, nể tình ta từng làm khách ở Mạnh gia, ta sẽ nhanh chóng cho ngươi xuống suối vàng. Ngươi giống là con cờ mà trẫm dùng để lôi kéo Mạnh gia. Diễm Nhi mới là người mà ta yêu mến, bây giờ ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nên biến mất thôi. Nói ra thì ta còn phải đa tạ ngươi, khi ngươi không để ý đến Di Ngọc Bội này, vậy thì ta mới có cơ hội trở thành người cứu mạng của Minh Diễn, khiến y hết lòng hết dạ với ta. Phụ thân, đại hoàng tử, con đã có lỗi với mọi người, nếu như có kiếp sau, con sẽ lấy lại mọi thứ của bọn họ. Cô nương, có tỉnh rồi. Phòng của ta, Tiểu Hoàng. Chẳng phải ta chết rồi sao? Cô nương, cô nói gì vậy? Hôm trước cô vừa đó xuống nước nên hôn mê mà thôi. Hôm trước rơi xuống nước, có vẻ như đây là chuyện của kiếp trước. Chẳng lẽ mình vẫn chưa chết? Vẫn là hình dạng lúc còn là cô nương của mình. Ông trời có mắt rồi, đã cho mình một cơ hội sống lại. Xem ra nhang ở ngôi chùa này thật linh nghiệm. Ngũ cô nương đi cầu phúc còn chưa về mà cô nương đã tỉnh rồi. Ngũ tỷ tỷ, kiếp trước Ngũ tỷ tỷ đến ngôi chùa ở ngoại thành thắp nhang cho nên mới mất mạng. Mình không thể để tỷ ấy gặp nguy hiểm. Cô nương đi đâu vậy? Phải cẩn thận. Ngũ tỷ gặp nạn, ta phải đi cứu tỷ ấy. Người mà phái người trong phủ đi cứu người. Cô nương, cửu cô nương, cô tỉnh rồi à? Những ngày cô hôn mê mọi người rất lo lắng. An Nhiễm, cô còn mặt mũi gặp ta sao? Cửu cô nương, cô nói gì vậy? Không được, mình không thể trở mặt với cô ta được. Bây giờ phải cứu Ngũ tỷ trước. Mau tránh ra. Cửu cô nương, cô vừa tỉnh lại, đừng nên đi lung tung. Cô về phòng nghỉ ngơi đi. Người đâu? Đưa An Nhiễm cô nương về phòng. Tiện nhân, trước sau gì cũng có ngày ta sẽ giết chết hai tỷ muội các người. Tiểu thư, sao chỉ có mình cô vậy? Nào, muội muội chơi với ca ca nhé. Tiểu cửu, sao muội lại đến đây? Mau chạy đi, rời khỏi nơi này. Tỷ ơi, muội sẽ không để tỷ gặp chuyện. Đừng qua, nếu không ta giết nàng ta. Người thả tỷ ấy ra. Một mạng đổi một mạng, làm cùng lúc. Bọn họ vội vàng như vậy, đã có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là Cửu Duyên? Ngươi giết ta, Mạnh gia sẽ không tha cho ngươi. Ta cứ làm đó, xác chết làm sao chỉ ra hung thủ. Chỉ cần ngươi tha cho chúng ta, ngươi muốn bao nhiêu ta cũng sẽ đưa hết. Lão tử không thiếu ngân lượng, chỉ thiếu người làm ấm giường thôi. Thuộc hạ đến muộn, xin cổ cô nương thứ tội. Vì các người cũng vừa đến kịp, chuyện này ta tạm thời không truy cứu. Mau đưa Ngũ tỷ tỷ trở về. Rõ. Cũng may là mình đến kịp nên đã cứu được Ngũ tỷ, số phận có thể thay đổi.
Nàng ấy đúng là dũng cảm, vẫn luôn giúp đỡ người khác như lúc nhỏ. Dừng tay. Tuy đại hoàng tử không có mẫu thân, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của bệ hạ. Các người còn dám bắt nạt ngài ấy, ta sẽ bẩm báo với bệ hạ để bệ hạ trừng phạt các người. Đại hoàng tử, ta thấy thị vệ Mạnh gia chạy ra khỏi phủ, ta sợ có chuyện khó giải quyết nên đã đi theo đến đây. Nàng bị thương rồi, ta sẽ băng bó giúp nàng ha. Đa tạ đại hoàng tử. Nàng có biết chuyện hôm nay là do cái nào làm không? Nếu có người nào dám làm vậy với mình thì chắc chắn đó là An Nhiễm. Nhưng tại sao nàng ta lại phái người giết Ngũ tỷ? Nhưng nếu không phải là nàng ta, Ngũ tỷ lại không gây thù kết oán với ai, vậy kẻ đó là ai? Trong lòng ta đã nghĩ đến một người. Cũng may là Ngũ tỷ không sao. Nếu không, cho dù kẻ đó là ai, ta cũng sẽ giúp nàng. Kiếp trước đại hoàng tử luôn giúp mình, kiếp này mình nhất định sẽ giúp huynh ấy giành lấy ngôi vị. Bây giờ ta đang ở tình thế nguy hiểm, còn bên cạnh đại hoàng tử lại có nhị hoàng tử nhìn chằm chằm ngài như hổ đói. Hay là chúng ta liên thủ? Nàng muốn liên thủ ra sao? Bản đồ biên cương của nước Ung và bản đồ quân sự của Mạnh gia ta xin thay thế cho phụ thân dâng lên cho ngài để bày tỏ lòng trung thành. Vậy thì nàng nói đi, nàng muốn gì? Ta muốn ngài hãy lấy ta. Nàng nói gì? Không phải thành thân thật, chỉ là một tờ khế ước. Nhị hoàng tử vốn luôn thèm muốn binh quyền của Mạnh gia ta để trợ giúp nhị hoàng tử. Quý phi sẽ nghĩ mọi cách tính kế ta, ép ta lấy nhị hoàng tử. Vậy thì tình cảm của nàng với nhị hoàng tử? Điện hạ hiểu lầm rồi. Trong lòng Cửu Diên không có tình cảm nhi nữa, ta chỉ muốn bảo vệ Mạnh phủ mà thôi. So với nhị hoàng tử, ta tin ngài hơn. Vậy thì khế ước đó đối với nàng chỉ là một trò đùa mà thôi. Cửu Diên tự biết không xứng đáng với ngài. Nếu điện hạ không đồng ý thì cứ coi như ta. Ta lấy nàng. Tham kiến đại hoàng tử. Tại sao cửu cô nương bây giờ mới trở về? Hay là bị kẻ xấu? Đừng nói lời sằng bậy. Chính ta đã cứu Cửu Diên, hay là ngươi cảm thấy với năng lực của ta không bảo vệ được cửu cô nương chứ? Nhiễm nhi không dám. Cửu Diên vốn định về sớm hơn, ta sợ nàng ấy bị dọa nên mới bắt nàng ấy nghỉ ngơi một chút nữa. Đa tạ đại hoàng tử. Lần này cửu cô nương trở về hình như có vẻ thân thiết với đại hoàng tử hơn. Ngài ấy là ân nhân cứu mạng của ta, là nam nhân xứng đáng để trao thân gửi phận. Ta đã quyết định gả cho ngài ấy. Cái gì? Sao vậy An cô nương? Ta chỉ cảm thấy việc này có quá nóng vội hay không? Người xưa có câu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chuyện hôn nhân đại sự, trưởng bối làm chủ vẫn tốt hơn. Ngày mai ta sẽ vào cung xin mẫu hậu ban hôn. Nhưng Cửu Diên lại nói phải hỏi Mạnh tướng quân trước. Ta muốn vào thăm Ngũ tỷ, không thể ở đây với đại hoàng tử được. Giữa nàng và ta không cần ngại ngùng đâu. Mạnh Cửu Diên, ta sẽ không để cho cô gả cho đại hoàng tử. Tiểu Cửu, muội có bị thương ở đâu không? Tay của muội. Muội không sao. Tỷ có biết tại sao sát thủ lại giết tỷ hay không? Tất nhiên rồi, ngoài nhị hoàng tử với An Nhiễm thì còn ai nữa? Hôm muội hôn mê, ta đã gặp nhị hoàng tử với An Nhiễm ở Tây Tương phòng đang làm chuyện mờ ám. Ta còn định đợi muội tỉnh lại sẽ thương lượng cùng muội. Không ngờ những lúc ta đến chùa thắp hương, bọn họ giết người diệt khẩu. Tiểu Cửu, muội đừng đồng ý lời cầu hôn của nhị hoàng tử. Tỷ yên tâm, muội sẽ không bị lừa. Nếu nhị hoàng tử thích An Nhiễm, muội sẽ tác thành cho họ. Muội muốn làm gì? Đợi tỷ khỏe lại rồi thì muội sẽ tổ chức tiệc sinh thần ở phủ cho tỷ. Đến lúc đó chúng ta sẽ mời nhị hoàng tử đến dự yến. Tiểu Cửu, muội đừng làm chuyện ngu ngốc. Tỷ yên tâm, An Nhiễm, Liễu Minh Diễn, kiếp trước các người bỏ thuốc hại ta ở tiệc trà, lần này
ta sẽ tặng cho các người một đại lễ ở tiệc sanh thần. Đồ vô dụng, ngay cả một nữ nhân cũng không xử được. Việc nhỏ này mà cũng làm không xong, ta còn cần các ngươi làm gì nữa? Lùi xuống đi. Mạnh Cửu Diên tỉnh rồi, nhất định sẽ nói chuyện của chúng ta cho Mạnh Cửu Diên biết. Kế hoạch của chúng ta phải tiến hành sớm hơn. Nhị hoàng tử điện hạ, nhị hoàng tử, Mạnh gia muốn tổ chức tiệc sinh thần cho Mạnh Ngũ cô nương nên đã mang thiếp đến. Tiệc sinh thần là cơ hội, nói với Mạnh gia là ta sẽ tới đúng giờ. Minh Diễn ca ca, việc này cứ để muội xử lý. Muội sẽ đưa ả tiện nhân Mạnh Cửu Diên đến giường của huynh. Trước sau gì Mạnh gia cũng sẽ nằm trong túi của huynh thôi. Tham kiến đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Cửu Diên, nghe nói mấy hôm trước nàng gặp nguy hiểm, không bị dọa sợ chứ? Đa tạ sự quan tâm của nhị hoàng tử, cũng may có đại hoàng tử kịp thời đến cứu. Đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhị hoàng đệ, chúng ta đến thỉnh an Mạnh lão thôi. Được. Cửu cô nương, ta kính cô một ly. Tiểu hoàng, người lấy ly rượu đưa cho ta. An cô nương, cô không sao chứ? Xin lỗi tiểu hoàng, vốn bất cẩn quá. An cô nương, tỷ ơi, uống trà đi. Cửu cô nương, cho dù cô rất thích nhị hoàng tử thì cũng không nên bỏ thuốc cho nhị hoàng tử như vậy chứ. Ta không có. Việc này không trách Cửu Diên được, ta sẽ phụ trách. Bây giờ tiệc sanh thần do chính ta tổ chức, người muốn các người tính kế như kiếp trước sao? Mơ tưởng hão huyền. Tiểu Ngọc, chủ tử nhà ngươi có vẻ không khỏe lắm, để nàng ấy vào phòng nghỉ ngơi đi. Hương này có vấn đề. Cửu Diên, Cửu Diên, nàng sao rồi? Ta nóng quá. An Nhiễm, mùi sao vậy? Rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám làm chuyện bẩn thỉu ở hậu viện này? Quý phi nương nương, thần thiếp không gạt người, có đúng không? Có vài người không biết liêm sĩ, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm chuyện bị ổi ở Mạnh phủ. Sao cô lại ở đây? Nếu không ở đây thì ta ở đâu? Sao lại như vậy? Rõ ràng ta chỉ cần ngươi đem bột này bỏ vào lò hương trong phòng của Mạnh Cửu Diên, ta sẽ nói nhị hoàng tử cho ngươi làm nô tỳ ở bên cạnh huynh ấy. An cô nương xin hãy yên tâm. Mẫu phi, còn tiện nhân không biết liêm sĩ, nếu dám lên đóng thuyền thế này thì xin nương nương hãy ban hôn tác thành cho họ. Việc này để sau nói tiếp. Chuyện hôm nay, nếu như có kẻ nào dám lan truyền, coi chừng cái đầu của các người.
Không thể nào, không thể nào. Việc này rốt cuộc là sao? Có phải là do cô? Chắc chắn là cô rồi. An Nhiễm, cảm giác gậy ông đập lưng ông có dễ chịu không? Cô nói bậy bạ gì vậy? Ta nói gì hả? Lòng cô tự biết. Nhưng có thể được gả cho nhị hoàng tử đã là phúc khí của cô rồi. Cô yên tâm, Mạnh gia nhà ta sẽ làm người tốt đến cùng, sẽ để cô ở lại đây để chuẩn bị hôn lễ. Chỉ là giới thân phận gì phải do quý phi quyết định. Mạnh Cửu Duyên, còn tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Tú Duyên, đại hoàng tử, lúc nãy đa tạ đại hoàng tử giúp đỡ. Lúc nãy ở phòng nàng ta thế nào? Không có gì, ta về trước đây. Nương nương, người phải làm chủ cho thần thiếp. Hôm đó là Mạnh Cửu Duyên đã tính kế nên mới khiến cho vị hoàng tử trở thành trò đùa. Người đừng tha cho nàng ta. Người có chứng cứ gì? Chính nàng ta đã nói vậy. Nương nương, thần thiếp dám thề, nếu thần thiếp nói dối thì trời tru đất diệt. Mạnh Cửu Duyên, người có nhận không? Thưa nương nương, ngày đó đúng là do thần thiếp tổ chức tiệc sanh thần, nhưng thần thiếp không cho gì vào trà. An cô nương đói, thần thiếp bỏ thuốc. Liệu có chứng cứ nào không? Tất nhiên, xin nương nương mời đại phu vào cung để làm chứng. Được. Ngày đó An cô nương vào phủ của thần để chữa bệnh, trong người quả thật có hợp hoàn toán. Di thần đã kiểm tra tất cả đồ dùng ở tiệc sanh thần, chỉ có cái ly mà An cô nương dùng xuất hiện thuốc đó. Mạnh Cửu Duyên to gan, ngươi dám hãm hại hoàng tử. Người đâu, kéo nàng ta ra ngoài đánh 40 trượng. Quý phi nương nương, sao người có thể tin lời nói từ một phía của vị đại phu này chứ? Người đang nghi ngờ ta sao? Ở chỗ ta, mọi chuyện đều phải nghe theo lời ta. Hay cho chiêu mượn dao giết người. Tâm địa của An Nhiễm tàn độc, rất giống phong cách của quý phi. Đừng, đừng, đừng mà. Cô nương, ngay cả một đứa bé cũng không giữ được, ta còn cần ngươi làm gì? Ra ngoài quỳ cho ta và tự ngẫm đi. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, dừng tay. Đại hoàng tử, đại hoàng tử công khai ngăn cản việc trừng phạt Mạnh Cửu Duyên, có vẻ như không xem quý phi ra gì rồi. Cho dù là quý phi nương nương cũng không thể đối xử với nữ nhi của phụ tướng quân như vậy khi chưa có bằng chứng cụ thể. Ta sẽ đưa nàng ấy đi, ta sẽ giữ bí mật cho bà ấy. Đại hoàng tử, ngài lại cứu ta thêm một lần nữa. Nếu không muốn ta cứu, nàng phải tự bảo vệ mình thật tốt. Quý phi nương nương, đại hoàng tử đã cứu Mạnh Cửu Duyên rồi. Ngài ấy còn nói nếu không để họ đi, ngài ấy sẽ nói với tất cả mọi người rằng quý phi nương nương lạm dụng hình phạt đối với con gái của tướng phủ. Thật quá đáng. Hay cho ả Mạnh Cửu Duyên đó, hay cho một tên đại hoàng tử, xem ra bổn cung ngày thường đã đối xử quá hiền từ với chúng. Quý phi nương nương đừng tức giận, thần thiếp sẽ giúp nương nương trút giận. Chỉ cần nương nương chịu giúp thần thiếp. Trước giờ phụ hoàng không muốn ta thân cận với trọng thần, cho nên ta đã thương thảo với mẫu hậu, nhờ bà ấy chọn ngày lành ban hôn cho chúng ta. Sau đó ta sẽ đến Mạnh phủ để bái kiến các trưởng bối. Ta cũng sẽ viết một lá thư để nói rõ với phụ thân, e rằng không bao lâu nữa sẽ nhận được thư. An Nhị muốn hại nàng, bây giờ cô ta còn ở Mạnh gia, nàng phải đề phòng hơn nữa. Kể từ lúc trọng sinh đến giờ, mình đã nhiều lần tránh được kế hoạch hãm hại của An Nhiễm và Lưu Minh Diễn. Mạng của Ngũ Tỷ cũng giữ được, chỉ là bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sau này mình còn phải tùy cơ ứng biến. Ngày mai có lễ hoa đăng, nàng đi chứ? Ôi trời, Mạnh gia này thật là giàu có. Được rồi, đệ đưa đồ đây. Có bộ dạng vô dụng của đệ kìa. Chỉ cần đệ nghe lời ta, ta sẽ có cách giúp đệ trở thành con rể của Mạnh gia. Vậy thì tiền đồ của tiểu đệ xin trông chờ vào An tỷ tỷ. Ngày mai là lễ hội hoa đăng,
ta nghe bọn nha hoàn nói cửu cô nương sẽ đi chọn đèn. Đến lúc đó thì Mạnh Cửu Duyên đợi cô rơi vào an gia của ta, ta sẽ khiến cô sống không được, chết không xong. Cửu cô nương cũng đến ngắm đèn à? Hay là chúng ta cùng nhờ hai vị hoàng tử giúp chúng ta chọn đèn, để đệ của ta cũng có mặt, y có thể bảo vệ cho chúng ta. Y Nhi, mau đến chào cửu cô nương. An nguy bái kiến cửu cô nương. Lần này ta sẽ bảo vệ hai tỷ an toàn. Ta thấy không cần đâu, chúng ta tự đi cũng được. Cửu cô nương vẫn còn tức giận chuyện quý phi nương nương trách phạt hôm đó hay sao? Hôm đó cũng tại ta, nhưng mà lúc đó ta quá đau lòng nên mới làm vậy. Ta cũng không ngờ quý phi nương nương cô không chịu tha thứ cho ta sao? Ông chủ, ta sẽ lấy đèn này. Cửu cô nương, cô nhìn kìa, đó là đại hoàng tử. Chúng ta qua đó chào hỏi đi. Nè, cô nương, cửu cô nương. Tỷ tỷ, vậy là đệ có thể... Đồ ngu. Đại hoàng tử muốn xin chỉ ban hôn, đệ có mấy cái đầu mà dám đụng vào nàng ta. Ném nàng ta vào chỗ bọn ăn xin, sáng mai chúng ta đến tìm nàng ta. Lúc đó danh tiếng nàng ta đã bị hủy, đệ đến hỏi cưới. Lúc đó Mạnh gia sẽ vô cùng biết ơn đệ. Đại hoàng tử mời ngũ cô nương của Mạnh gia tới phủ. Mau lên đi. Tuân lệnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Phải ta ra mặt mới được sao? Lão thái thái không ổn rồi. Lúc nãy cháu đi tìm cửu cô nương mới biết là nàng ấy cả đêm không về. Cháu cũng không dám báo quan. Cửu cô nương đã định thân với đại hoàng tử. Nếu như việc này bị lan truyền, đại hoàng tử và hoàng hậu sẽ phải nghĩ thế nào đây? Vậy thì sự trong sạch của cửu cô nương không còn nữa. Cháu xin thỉnh an tổ mẫu. Cửu cô nương, sao cô lại ở đây? Chẳng phải sao hả? Thưa tổ mẫu, tối qua cháu ở trong phủ chưa từng ra ngoài. Hoàng hậu và đại hoàng tử sẽ không phải nghĩ nhiều. Lúc nãy ta đến viện của cô, mama ở đó nói là cả đêm qua cô không về. Ta lo cô gặp chuyện nên mới đến chỗ lão thái thái. Nhưng cửu cô nương lại nói là mình ở phủ. Chẳng lẽ mama ở chỗ cô nói dối? Nhiễm Nhi không dám lừa dối lão thái thái, xin người cho gọi mama ở trong viện của cửu cô nương đến hỏi chuyện, để trả lại sự trong sạch cho Nhiễm Nhi. Cho gọi mama. Xin được thỉnh an lão thái thái và các vị cô nương. Người đứng dậy đi. Nói xem, hôm qua cửu nha đầu có ở trong viện hay không? Đêm qua có phải cửu cô nương không về đây không? Lão thái thái thưởng phạt phân minh, ngươi không thể nói dối để bao che cho cửu cô nương được đâu. Trước khi nói, hãy nhớ lại món nợ 250 lượng của tiểu đệ của ngươi. Nô tỳ không dám nói dối lão thái thái. Tối qua quả thật cửu cô nương không về. Sao ngươi biết? Tối qua ngươi đã canh gác ở trước phòng của cửu nha đầu hay sao? Bẩm lão thái thái, tối qua nô tỳ không canh gác, mà cửu cô nương kêu nô tỳ đứng ở trước phòng để canh chừng và còn che giấu giúp cho nàng ấy. Thường ngày ta không bạc đãi ngươi, không ngờ ngươi lại nói dối. Nô tỳ không có, cô đã du quan cho tôi rồi. Sáng nay tôi quá buồn ngủ, nếu không thì cửu cô nương không thể vào phòng được. Cho nên ý của ngươi là tối qua ta không về, mà sáng hôm nay mới lén vào phủ hay sao? Phải. Nô tỳ không dám nói dối lão thái thái. Cửu cô nương, lão thái thái vốn thương cô cứ thừa nhận đi. Cửu cô nương, cô không thể mang thanh danh của mình ra đùa giỡn được. Ở tiệc sanh thần, bị người khác hãm hại, mất đi sự trong sạch. Không những bị người khác chê cười, còn mất đi tư cách bàn chuyện cưới xin. Chỉ có thể gả cho nhị hoàng tử làm thiếp. Cửu cô nương, cô là chính phi do hoàng hậu chọn cho đại hoàng tử, nhưng cô đừng đi con đường của ta. Cửu Duyên, cháu làm ta thất vọng quá. Cả đêm không trở về, không có chút phong thái quý nữ gì cả. Người đâu? Dùng gia pháp. Tổ mẫu, cháu đã nói là tối qua cháu đã ở phủ, nhưng cháu không nói là cháu ở trong viện. Tối qua cháu đang ngủ ở viện của ngũ tỷ. Cái gì? Không thể nào. Nếu tổ mẫu không tin, người có thể kêu ngũ tỷ đến đây để hỏi là biết. Mau lên, gọi ngũ gia đầu đến đây. Không cần, cháu đang định đến thỉnh an tổ mẫu. Cháu xin thỉnh an tổ mẫu. Tối qua cửu gia đầu có phải đang ngủ ở phòng của cháu hay không? Dạ bẩm tổ mẫu,
Tối qua Cửu Nhi đi ngắm đèn nên về hơi trễ. Muội ấy quyết định ở lại viện của cháu. Ai cũng biết quan hệ giữa Ngũ cô nương và Cửu cô nương là tốt nhất. Chỉ bằng lời nói một phía của cô, có thể tin được sao? Nha hoàn trong viện của ta có thể làm chứng. Ngũ cô nương cũng đã nói rồi đó, nha hoàn trong viện của cô, lời nói của họ có thể tin được hay không? Vậy lời nói của mama trong viện của ta thì có thể tin được hay sao? Hay việc có đáng tin hay không là do An cô nương quyết định. Ta nghĩ Mạnh phủ này từ bây giờ nên đổi thành họ An mà thôi. Lão thái thái, cháu không có ý này. Chỉ là việc này liên quan đến đại hoàng tử nên là chuyện không hề nhỏ. Không biết từ khi nào ta phải cần An cô nương nhọc lòng như vậy. Đại hoàng tử, mời ngồi. Nếu An cô nương cảm thấy lời nói của Ngũ cô nương không đáng tin, vậy thì ta cũng có thể làm chứng. Hôm qua ta cùng đi ngắm đèn với Cửu cô nương. Nếu như phải truy cứu việc làm tổn hại thanh danh, vậy thì đó là sơ suất của ta rồi. Xin Mạnh lão thái thái tha tội. Không sao. Nếu như đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng mà tùy hai người tâm đầu ý hợp, nhưng cũng phải để ý một chút. Như vậy thì chuyện sẽ tốt hơn. Được. Chỉ là không thể giữ lại mama này. Tối qua rõ ràng ta đã ngủ ở trong viện của Ngũ tỷ tỷ. Ngươi lại nói ta cả đêm không về. Lúc nãy ngươi còn nói là đã phụng mệnh đứng canh ở trước cửa. Ngươi đã phụng mệnh ai hả? Hôm nay nếu như ngươi không nói rõ thì ngươi cút khỏi Mạnh phủ đi. An cô nương cứu tôi. An cô nương mau cứu tôi. Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ còn có con nhỏ. Ngươi làm sai liên quan gì đến ta? Cửu cô nương là cô ta. Ả nô tài chuyên nói dối kia. Ngươi tưởng bây giờ lời ngươi nói sẽ có người tin sao? Đủ rồi. Nha hoàn phản chủ như vậy, Mạnh phủ không giữ, cho người bán ngã ta đi. An Nhiễm, hôn lễ của cháu sắp đến. Những ngày này cháu ngoan ngoãn ở trong viện để chuẩn bị thành hôn đi. An cô nương, cô đừng quên, nơi này mang họ Mạnh. Chỉ cần ta muốn, có thể bắt cô cút khỏi Mạnh phủ bất kỳ lúc nào. Nhị hoàng tử cho dù có thâm tình với cô đến mấy thì chắc cũng sẽ không vì một thị thiếp mà trở mặt với Mạnh gia. Mạnh Cửu Duyên, ngươi đừng vội đắc ý. Ngày mai là lễ sanh thần mẫu hậu, nhị hoàng tử cũng tham gia. Nàng hãy nhớ phải cẩn thận nghe chưa. Lúc nãy rất cảm ơn ngài. Cửu Duyên, người lùi xuống đi. Ta sẽ đưa Duyên Nhi đến cung của hoàng hậu nương nương. Cửu Duyên, thực ra ta muốn thay Diễm Nhi xin lỗi nàng, để nàng chịu ủy khuất nhiều rồi. Nếu nhị hoàng tử thật lòng muốn xin lỗi, hãy dạy dỗ lại An cô nương, đừng để nàng ta cả ngày quá rảnh rỗi nghĩ ra những trò vớ vẩn nhảm nhí. Cung chúc hoàng hậu nương nương thánh thế vĩnh an. Đứng lên đi. Tạ ơn nương nương. Đây là thư gì mà quan trọng đến nỗi Cửu cô nương mang đến tiệc thiên thu của hoàng hậu nương nương vậy? Hay là thư tình của đại hoàng tử viết cho Cửu cô nương chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Mang đến đây cho ta. Cửu cô nương, cô đã là chính phi do chính hoàng hậu chọn cho đại hoàng tử, tại sao lại viết thư tình cho nhị hoàng tử? Nếu cô yêu thích nhị hoàng tử, Nhiễm Nhi tình nguyện rút lui để tác thành cho các người. Cửu cô nương đã định thân với đại hoàng tử, tại sao vẫn còn nhớ đến nhị hoàng tử vậy? Tuy đại hoàng tử không được yêu quý như nhị hoàng tử, nhưng dù sao ngày ấy cũng là dưỡng tử của hoàng hậu. Cửu cô nương này quá to gan rồi. Mạnh Cửu Duyên, cô có gì muốn nói? Xin nương nương cho thần thiếp nhìn qua thứ được gọi là thư tình rốt cuộc là gì. Sao ngươi lại cười? Bẩm nương nương, đây không phải là chữ của thần thiếp. Xin nương nương cho thần thiếp mượn viết và giấy.
Mọi người mau xem, chữ trên đây không giống nhau. Bên cạnh của cô nương có rất nhiều nha hoàn, có thể nhờ người giết giùm. Hơn nữa, thứ này ở trên người của cô. Không phải của cô thì còn của ai nữa? Có người cố tình muốn hãm hại ta. Đáng tiếc, trên thư này có hương hoa đào, còn ta lại bị dị ứng với hoa đào. Cho dù ta bắt nha hoàn giết giùm, cũng sẽ không để cho nàng ta dùng lá thư của tấm hương hoa đào. Cửu viên đúng là dị ứng với hoa đào. Hôm trước bên phụ tướng quân đã mời thái y trong cung đến xem bệnh. Nếu mẫu hậu không tin, có thể truyền thái y tới hỏi. Vậy lá thư này là sao? Tại sao lại có ở trên người của Mạnh Cửu Viên? Hoàng hậu nương nương, nhất định là có người khó chịu việc thần thiếp và đại hoàng tử tình đầu ý hợp nên muốn hãm hại. Việc này không phải nhỏ, xin hoàng hậu nương nương điều tra thật kỹ. Mẫu hậu, việc này có liên quan đến con và Cửu Viên nên hãy để con điều tra. Cũng được. Mẫu hậu, con sẽ đưa Cửu Viên đến thái y kiểm tra. Mẫu hậu, như thần cáo lui. Trước bữa tiệc, Lưu Minh Diễn đã đến tìm ta. Chắc là lúc đó y đã nhét lá thư vào người ta. Bây giờ y và An Nhiễm luôn nhắm vào ta. Biết vậy lúc đầu, ta đã không xuống nước cứu y. Cho dù có làm lại Cửu Viên, vẫn sẽ cứu y thôi. Ai nói hả? Bởi vì nàng nhìn thấy có người xuống nước, sẽ không trơ mắt bỏ mặc họ đâu. Chẳng lẽ năm đó người cứu mình không phải là An Nhiễm mà là Mạnh Cửu Viên sao? Vậy tại sao An Nhiễm lại có miếng ngọc bội đó chứ? Nhị hoàng tử có còn nhớ lúc nhỏ đã tặng muội miếng ngọc bội này không? Không được, ta phải hỏi kỹ mới được. Cửu Viên, hôm nay nhị hoàng tử đến đây là có chuyện gì? Cửu Viên, năm đó người cứu ta là nàng, không phải là An Nhiễm, đúng không? Nhị hoàng tử xin tự trọng, Cửu Viên đã định thân với đại hoàng tử. Nếu nhị hoàng tử vẫn còn băn khoăn chuyện năm đó, e là có chút không thích hợp. Xem ra đúng là An Nhiễm lừa mình, đó là hoàng hậu ban hôn thôi. Cửu Viên, nếu nàng đồng ý, ta sẽ... Ta không đồng ý. Nàng sẽ chấp nhận. Thứ ta muốn nhất định có được. Nàng nhất định là của ta. Giờ phải làm sao đây? Lưu Minh Diễn đã biết việc năm đó ta cứu y, y bắt ta phải lấy y. Cửu Viên, nàng đừng kích động. Cho dù nhị hoàng tử có quậy phá cũng không làm được gì đâu. Dân gian vẫn rất quan trọng chuyện tam thư lục lễ, chứ nói gì là trong cung. Ngài không hiểu rồi. Y là một kẻ điên. Y là một kẻ điên. Cửu Viên, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải gả cho người khác đâu. Chúng ta sẽ cùng vào cung xin phụ hoàng. Các người đã quỳ ở đây 3 tiếng, muốn trẫm ban hôn cho hai người sao? Đại hoàng tử và cửu cô nương là một đôi trời sinh, nhưng mà đại hoàng tử lại không hỏi ý bệ hạ để đi xin hoàng hậu nương nương ban hôn. Bây giờ cần gì thì đến tìm bệ hạ. Chẳng lẽ trong mắt đại hoàng tử, địa vị của bệ hạ lại thấp hơn hoàng hậu hay sao? Nhi thần không có suy nghĩ này, mong phụ hoàng minh giám. Bổn cung cũng muốn tác thành cho người có tình, chỉ là Mạnh tướng quân trấn thủ biên quan, không thể giao ra binh quyền. Còn quân Tây Bắc chỉ nghe lời Mạnh tướng quân, chứ không phải bệ hạ. Nếu đại hoàng tử lại muốn kết duyên với nữ nhi của Mạnh tướng quân, khó trách bổn cung nghĩ nhiều. Quý phi nương nương đã quá lời rồi. Mạnh gia vì bệ hạ làm trâu làm ngựa, không thể nào không nghe lệnh bệ hạ. Được rồi, nếu như hoàng hậu đã ban hôn cho hai người, trẫm phụ hoàng xin phụ hoàng ban hôn cho nhi thần. Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần muốn lấy Cửu Viên làm chính phi.
người trong lòng con chẳng phải là An Diễm sao? Với thân phận của nàng ta, chỉ có thể làm thiếp của nhị hoàng tử. Vị trí chính phi lại trống rồi. Mạnh gia là một mối lương duyên. Lúc nãy quý phi nương nương đã nói ta và Cửu Diên cô nương liên hôn là có dụng ý khác. Vậy sao là mối lương duyên với nhị đệ? Đại ca, đệ và Cửu Diên vốn tình đầu ý hợp. Nhị hoàng tử, trước mặt bệ hạ, xin ngài đừng nói bậy, làm hỏng thanh danh của ta. Xin phụ hoàng minh giám, hãy tác thành con và Cửu Diên cô nương. Việc này, lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt, trẫm cũng rất khó xử. Không xong rồi, không xong rồi bệ hạ. Có việc gì mà hoảng hốt vậy? Đàng hoàng coi. Có việc gì mà hoảng hốt vậy? Đàng hoàng coi. Bẩm bệ hạ, sứ giả ngoại bang đến dân Tăng Ngọc Bích, đồng thời hạ chiến thư, muốn so tài với thái tử, giai nhân của bổ quốc. Thi thố văn hóa cũng là một việc tốt. Chỉ là cho tới giờ sứ giả đã bại không ít tài tử của chúng ta, cho nên là bọn họ đề nghị dùng hạt thành làm thứ cá cược. Thật dớ dẫn, cả nước ta không ai ứng chiến sao? Vậy là kiếp trước vì An Nhiễm tính kế mình, dùng cầm nghệ thi thú nhưng đã thất bại, hạt thành lọt vào tay ngoại bang. À, ta vẫn còn giả vờ an ủi mình nữa. Xin hoàng thượng đừng trách tội nhị hoàng tử phi, nàng ấy chỉ là học nghệ chưa thông, tội không đáng chết. Đủ rồi, đúng là thứ vô dụng. Thứ vô dụng, cút đi. Quần đâu, đưa ra ngoài. Rõ. Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Thưa bệ hạ, Cửu Diên muốn thử xem, nếu như Cửu Diên thắng, xin bệ hạ cho phép Cửu Diên được tự định đoạt hôn sự của mình. Ngươi chắc chứ? Cửu Diên sẽ cố hết sức. Nếu như thua, thần nữ sẽ không yêu cầu chuyện hôn sự nữa. Lúc đó bệ hạ muốn Cửu Diên được gả cho ai, Cửu Diên sẽ nghe theo. Cuộc thi thố lần này không chỉ là một trận, cho dù thua một trận cũng không sao, còn có thể hoàn thành tâm nguyện của Hoàng Nhi. Bệ hạ, nếu Cửu Diên muốn tận trung với nước, vậy ta cứ tác thành cho nàng ta. Được, vậy trẫm sẽ chấp nhận. Cửu Diên, nhị đệ đã vượt quá giới hạn rồi. Muốn hoàng thượng ban hôn cho hai người sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đa tạ. Chuyện là trán của ngài có đau không? Lúc nãy không cần đập đầu mạnh như vậy đâu. Phụ hoàng thích nhất chúng ta sợ hãi ông ấy, cho nên tuy phụ hoàng sủng ái nhị đệ, nhưng trong nội tâm vẫn bất mãn với thái độ của đệ ấy. Ta chỉ cần tiếp tục giả vờ thờ ơ bất cần là được rồi. Về phần nàng, nàng nắm bao nhiêu phần thắng đây? Cuộc thi còn chưa diễn ra, tại sao Cửu Diên lại quả quyết bọn họ sẽ thi thố những mục này chứ? Có phải điện hạ không tin lời Cửu Diên không? Ta tin chứ. Cửu Diên nói ta chuẩn bị, ta sẽ làm theo lời nàng. Bệ hạ, đây là bảo vật của nước thần, đáng giá một tòa thành. Nước thần sẽ thi đấu 3 lượt với nước của ngài. Nếu như nước thần thua, sẽ tặng cho bệ hạ miếng ngọc này. Nếu như bọn thần thắng, xin bệ hạ giao hạt thành cho nước thần. Đây là nàng ấy sao? Công chúa phiên bang có tài hội họa hơn người. Nghe nói bức tranh của nàng ấy lúc 5 tuổi đã được một vị đại sư cất giữ, cầm kỳ thi họa, môn nào cũng tinh thông. Vậy thì làm sao chúng ta đấu lại đây? Các người phải mang bản lĩnh thật sự ra, đừng để sứ giả nước ngoài coi thường chúng ta. Phụ hoàng, nhi thần xin được đề cử một người. Tiểu nữ bất tài, xin được cùng quả gia thi thố. Hoàng thượng, thần nữ cũng muốn thi thố với quả gia. Vậy thì thi cùng lúc luôn đi, ta không ngại một chọi hai. Quy tắc thì phải hoàn thành tác phẩm trong một nén nhang. Mọi người sẽ cùng đánh giá tác phẩm này. Được. Phụ hoàng, nhi thần xin được đàn cho Cửu Diên cô nương. Được.
Đây là nhiều trò thật. Không ngờ lại vẽ ra một thứ trông chẳng ra gì như vậy. Cô nói sai rồi. Cổ cô nương vừa múa vừa vẽ, cho dù là độ khó hay là chiến thuật đều hơn. Theo ý ta, cổ cô nương xứng đáng được hạng nhất. Có độ khó, nhưng tài vẽ này thì... Sứ giả nói là thi thố tài vẽ, không phải thi múa. Với việc cổ nương nương vừa múa vừa vẽ, là cho rằng nàng ta đứng nhất sao? Bẩm bệ hạ, theo ý của thần, tranh của họa gia sẽ đứng thứ nhất. Bọn mù, chẳng lẽ tranh của ta không đẹp sao? Mọi người đừng vội. Bức tranh Giang Sơn Tuấn Lĩnh Đồ của ta còn thiếu một bước cuối cùng thì mới hoàn thành. Đây là quốc thổ rộng lớn, cũng chính là giang sơn xã tắc của bệ hạ. Chúc bệ hạ thiên thu vạn đới, vạn thọ vô cương. Chúc phụ hoàng thiên thu vạn đới, vạn thọ vô cương. Vạn thọ vô cương. Được, chúng mái khánh cứ bình thân. Tạ bệ hạ. Ván này ta đã thua. Cho dù là ý tưởng hay tài vẽ thì cử viên cô nương cũng đều hơn một bậc. Vậy thì ván thứ hai chúng ta sẽ thi cầm nghệ. Ta còn một yêu cầu, xin hoàng đế bệ hạ đồng ý. Công chúa nói đi. Ta vẫn còn muốn thi thố với cửu viên cô nương một lần. Vậy để xem nàng ấy có chấp nhận không. Việc thi đấu vì đất nước như vậy, ta nghĩ rằng tỷ sẽ không từ chối đâu ha. Tất nhiên, chỉ là trận đấu này có ba ván thôi. Nếu thần nữ tiếp tục thi thố thắng hai ván, vậy thì cuộc thi sẽ kết thúc. Hay là ta với công chúa thi ván ba luôn nha. Hay đó. Khẩu khí lớn thật. Sao cô biết cô có thể thắng được đây? Ta không thắng được, chẳng lẽ cô có thể? Nếu đã vậy thì lần thi thố cầm nghệ này ta sẽ nhường cho An Trắc Phi. Được thôi, cô tưởng ta sẽ thua sao? Ta sẽ đi chuẩn bị. Hoàng thượng, theo nghi lễ chúng ta phải biết khiêm nhường. Ván này để công chúa thi trước. Có đạo lý. Cửu viên quả thật rất tinh tế. Cửu viên, nếu ván này chúng ta thắng, hôn sự của nàng và Liễu Hy sẽ bị hủy bỏ. Vị hoàng đệ đắc ý quá sớm rồi. Bệ hạ, ta nghĩ ván này không cần tiếp tục nữa rồi. Đồ vô dụng, cút đi. Hoàng thượng, ván này công chúa đã thắng. Vậy chúng ta sẽ dùng ván ba định thắng thua. Mời công chúa. Tầm là con sâu chăm chỉ nhã tơ nuôi sống người. Hạt là chim trời thông dong bay lượn giữa mây xa. Gà chó qua cầu bốn nước lung linh trời sáng tỏ. Trên đường có hoa mai, sắc xuân rực rỡ đất thêm vui. Chim yến cùng tơ lụa nhẹ nhàng bay lượn khắp gian nhà. Khung cửa có cành cây rộn rã tiếng chim vui đón nắng. Nhìn lầu cao nhìn sông, từ lầu cao nhìn sông. Sông thiên cổ, lầu thiên cổ. Ngắm trời rộng, ngắm mây. Từ trời rộng, ngắm mây. Mây dạng thuở, trời dạng thuở.
gió đưa hương qua, màu đỏ đầy đất hương tỏa ngát. Hay quá, đó là câu đối ngược. Trăng rọi ánh nước, sắc xanh khắp trời, ánh lung linh. Công chúa, ta cũng có một câu đối trên, công chúa có thể đối được không? Câu trên của ta là: trước chùa có ba tòa tháp, tháp đứng vững, ngàn năm chứng sử. Cửu cô nương quả thật rất thông tuệ, dáng này ta sẽ chịu thua. Hay lắm. Được rồi, Cửu Duyên, trẫm đã không nhìn nhầm người rồi. Hoàng thượng, Cửu Duyên đã thắng trận đấu, xin hoàng thượng thực hiện lời hứa, tác thành cho thần nữ với đại hoàng tử. Xin hoàng thượng ban hôn. Được. Đứng dậy đi. Tạ ơn hoàng thượng. Tạ phụ hoàng. Lúc này ở trị sứ thần, cũng may nàng cơ trí bảo phụ hoàng ban hôn ngay trước mặt mọi người. Bây giờ với sự chứng kiến của nhiều người như vậy, cho dù nhị hoàng tử có bất mãn đi nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Phải rồi, lúc nãy khi An Nhiễm cô nương diễn tấu, tại sao dây đàn lại đứt vậy? Đó là gậy ông đập lưng ông thôi. Nàng ta lén làm hỏng dây đàn. Cây đàn đó chỉ có thể chịu được khi một người đàn, người thứ hai đàn tiếp chắc chắn sẽ đứt. Vốn dĩ nàng ta muốn đàn trước, nhưng ta cố tình kêu công chúa đàn trước, cho nên... Hóa ra là vậy. Tại sao nàng lại biết rõ như vậy chứ? Kiếp trước ta đã bị nàng ta gài như vậy, cho nàng ta xui thôi. Tình cờ ta thấy được chiêu trò của nàng ta. Tham kiến đại hoàng tử. Cô nương, không ổn rồi. Lão thái thái bỗng nổi giận, kêu cô phải về phủ ngay. Cửu cô nương vừa được bệ hạ ban hôn, tỏa sáng vang dội ở tiệc yến sứ thần. Lúc này nếu để người khác biết nàng ta lại gian dối với nam nhân khác, e rằng cả Mạnh gia sẽ bị liên lụy. Cháu xin thỉnh an tổ mẫu. Gian dối với nam nhân khác, tội danh này ta gánh không nổi. Cửu cô nương, nha hoàn ở viện của lão thái thái đã tìm được bộ y phục từ tủ quần áo của cô. Nếu như cô không có nam nhân khác, vậy thì y phục này từ đâu mà có? Chẳng lẽ là nha hoàn ở viện của lão thái thái vu oan cho cô sao? Cho dù nô tỳ có gan tày trời, nô tỳ cũng không dám vu oan cho cửu cô nương. Cửu nha đầu, cháu có lời gì muốn nói không? Tổ mẫu, cháu chưa từng nhìn thấy bộ đồ này. Sau bữa tiệc yến sứ thần, đại hoàng tử đã bảo cháu ở lại nói chuyện. Thời gian này nếu có người muốn giở trò trong phòng của cháu, như vậy thì sẽ hoàn toàn kịp lúc. Ý cửu cô nương muốn nói y phục này là do nô tỳ bỏ vào sao? Nhưng y phục này rõ ràng là được tìm thấy dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Ta cũng không nói là ngươi, tại sao lại kích động vậy? Như vậy càng khả nghi hơn. Nếu hai bên đều nói khác, hay là chúng ta kiểm tra y phục này đi. Được. Đại hoàng tử nói rất đúng, y phục này có chủ. Hay là chúng ta xem chủ nhân của bộ y phục này là ai? Chiều dài áo là 6,3 tấc, chiều rộng eo là 2,7 tấc. Đây chẳng phải là kích thước của Uy Nhi sao? Nói ra thì hôm đó khi nô tỳ mang y phục đó đi giặt, đã đi ngang qua Hoa Viên, nô tỳ nhìn thấy cửu cô nương và An thiếu gia kéo tay dây dưa, rất tình tứ với nhau. Thật sự là Uy Nhi sao? Đúng rồi, chả trách thường ngày Uy Nhi vốn tiết kiệm, mấy hôm nay lại thường hỏi xin cháu ngân lượng. Cháu còn tưởng nó đến kinh thành, bị sự giàu có ở đây làm mờ mắt. Nếu như đã có đối tượng, vậy thì cho gọi vị An thiếu gia này đến để đối chất là được rồi. Gọi An Uy đến đây. Rõ. An Uy, y phục này có phải là của ngươi không? Bẩm lão thái thái, đây là y phục của tại hạ. Ngoài ra tại hạ còn có khăn tay của cửu cô nương. Cô còn gì để nói? Ta không có gì để nói, ta chỉ muốn hỏi vị An công tử này có phải là chính ta đã đưa khăn tay này cho ngươi không?
Không, là tỷ ấy đưa cho ta. Tỷ ấy cũng đã mua chuột nha hoàng, đem y phục của ta để vào tủ đồ của cô nương. Nha hoàng bên cạnh lão thái thái đã nhận một cây trẫm của An Nhiễm, chỉ cần vào phòng nàng ta là tìm thấy. A Quy, để nói bậy gì vậy? Rõ. Nàng ta đã nhận tiền của An Nhiễm để bị ra tin đồn giữa ta và cũ cô nương. Đây là chứng cứ mà nàng ta đã ký kết với An Nhiễm. Mỗi người có một bản. Sao lại vậy? Sao để lại? Đại hoàng tử, hãy tha mạng cho tại hạ. An cô nương, cô làm khách ở Mạnh gia nhưng lại nhiều lần hãm hại quỷ thanh danh của ta. Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Tất nhiên là vì tỷ ấy ghen tị với thân phận nữ nhi tướng phụ của cô, ghen tị cô có thể thành thân với đại hoàng tử mà tỷ ấy yêu mến. An Nhiễm, ngươi không có nơi nương tựa ở kinh thành nên mới tá túc ở Mạnh phủ chúng ta. Bây giờ hôn sự giữa ngươi và đại hoàng tử đã được định rồi, ngươi cũng nên dọn ra thôi. Không, bây giờ vẫn chưa là ngày mà nhị hoàng tử đưa cháu vào phủ. Nếu người muốn đuổi cháu ra khỏi Mạnh gia thì cháu có thể đi đâu? Xin lão thái thái tha cho cháu lần này. Người đâu, đuổi nàng ta ra ngoài. Cửu cô nương, ta biết sai rồi, xin cô tha cho ta lần này. Nếu ta tự đến phủ nhị hoàng tử thì thể diện của ta sẽ mất hết. Xin cửu cô nương tha cho ta lần này, sau này ta sẽ báo đáp công ơn của cô. Cô hết lần này đến lần khác hãm hại ta, còn kêu ta cho cô ở lại. Cô xem ta là quả hồng mềm sao? Ta không phải là nhị hoàng tử, bị cô lừa dối hết lần này đến lần khác. Người đâu, đưa An cô nương ra khỏi phủ. Đem đồ đạc của nàng ta đi luôn đi, để nàng ta khỏi quay lại lấy. Tại hạ sẽ đưa hành trang của tỷ ấy đi. Cửu nha đầu, cháu đã chịu nhiều ủy khuất rồi, tổ mẫu không hiểu làm cửu nhi là được. Ta già rồi, sau này chuyện ở phủ sẽ do cháu và Ngũ gia đầu cùng gánh vác. Theo tính cách của An Nhiễm, lúc này nàng ta hẳn sẽ đến chỗ nhị hoàng tử, nhưng mà lần này không còn ân cứu mạng nữa, nhị hoàng tử sẽ không dễ dàng nghe lời nàng ta. Ai vậy? Ta vừa nhận được một tin vui nên vội vàng tới báo với nàng. Rốt cuộc là tin vui gì khiến đại hoàng tử không đợi được đến sáng? Tất nhiên là tin hồi kinh của Mạnh tướng quân. Thật hả? Chuyện này là sao? Ta mang tin tới cho nàng, nàng không có gì thưởng cho ta sao? Lưu Minh Diễn đang lôi kéo Trạng Nguyên khoa cử năm nay, lát nữa ta sẽ đưa danh sách cho ngài, ngài chỉ cần tính toán một chút là được. Ý ta không phải cái này, nàng phải rạch ròi với ta như vậy sao? Ý ta không phải vậy, chỉ là không biết phải đối mặt với ngài thế nào. Cửu Duyên, nàng biết mà, ta muốn nàng thật lòng với ta. Nàng hãy suy nghĩ kỹ đi, liệu nàng có thể cho ta được điều đó hay là không. Đại hoàng tử muốn có tình cảm của mình, mình thật sự có thể cho ngài ấy sao? Cô nương, tướng quân về rồi. Phụ thân, lần này Mạnh tướng quân chinh chiến nơi biên cương đã vất vả nhiều rồi, đây là chuyện mà ta nên làm. Phụ thân. Cửu Nhi. Phụ thân, con rất nhớ người. Những ngày ta không ở đây, tiểu cổ đã chịu khổ rồi. Cha cũng nghe nói đến chuyện nhị hoàng tử và An Nhiễm bắt nạt con, cha sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nào, con chào hỏi đại hoàng tử đi. Đại hoàng tử. Không cần đa lễ, sau này là người một nhà rồi. Cửu cô nương, nhị hoàng tử nói có việc muốn nói chuyện riêng với cô. Nhị hoàng tử có chuyện gì phải nói vào lúc ta chuẩn bị thành thân. Năm đó phụ hoàng hạ chỉ muốn giết sạch hoàng thất của tiền triều, phụ thân của nàng rất to gan, dám chống đối thánh chỉ, thu nhận công chúa tiền triều và con để nàng ấy ở trong phủ để hưởng vinh hoa phú quý. Nếu như không phải ta thì đã có người đem chân tướng đến bẩm báo hoàng thượng. Cửu Duyên,
Chỉ cần nàng đồng ý hủy bỏ hôn ước với đại hoàng tử và gả cho ta, ta đảm bảo với nàng, phụ hoàng sẽ mãi mãi không biết được thân phận thực sự của ngũ cô nương. Nếu vị hoàng tử muốn dùng thân phận của ngũ tỷ uy hiếp ta, vậy thì người nghĩ nhiều rồi. Cho dù là phụ thân hay ngũ tỷ của ta cũng sẽ không để ta gả cho ngài. Vị hoàng tử hãy trở về đi. Y không làm gì nàng chứ? Nhị hoàng tử muốn dùng thân phận của ngũ tỷ để bắt ta gả cho ngài ấy. Nếu việc này không xử lý tốt, hoàng thượng nổi giận, phụ tướng quân sẽ khó thoát tội. Việc này chỉ có ngài mới có thể giúp ta. Việc mạnh tướng quân kháng lệnh là sự thật, muốn hoàng thượng bỏ qua là việc không dễ dàng. E rằng chúng ta phải tính toán thật kỹ lưỡng. Nhưng ta đã từ chối yêu cầu của ngài ấy. E rằng bây giờ y đã vào cung gặp hoàng thượng rồi. Mau lên, nàng và mạnh tướng quân phải cùng vào cung. Có thể kéo dài lúc nào hay lúc đó, nếu không sẽ không kịp đâu. Mạnh tướng quân, phụ hoàng truyền ngài vào trong. Sao hả? Giờ đã biết sợ rồi sao? Phụ hoàng đang rất tức giận, bây giờ nàng hối hận vẫn còn kịp. Ta cũng có thể cầu xin cho mạnh tướng quân để giữ mạng cho tướng phủ. Nhị hoàng tử, bệ hạ rất coi trọng mạnh gia chúng ta. Ngài tưởng chỉ cần dở vài ba trò giặt giảnh là có thể ly gián quan hệ giữa bệ hạ và mạnh gia hay sao? Ngài đã nghĩ sai rồi. Phụ hoàng, mạnh tướng quân làm trái thánh chỉ, thu nhận công chúa tiền triều, đây là tội chết. Liễu Minh Diễn, Cửu Duyên, bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội. Nữ nhi của nhà tướng quân quả thật không tầm thường, một người khiến hoàng tử ngày đêm nhớ mong, một người lại là công chúa của tiền triều. Thần đáng tội chết, xin bệ hạ tha cho người nhà của thần. Phụ hoàng, được rồi, làm trái thánh chỉ, thu nhận tàn dư của tiền triều, có tội nào không đáng chu di cửu tộc không? Còn có mặt mũi tha cho mạnh gia các người sao? Khởi bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử và hai thượng thư xin cầu kiến. Cho vào đi. Rõ. Các người đến đây là vì chuyện mạnh tướng quân lén lút giấu công chúa tiền triều ở phủ hả? Phải, phụ hoàng. Như thần cho rằng tuy hành động này của mạnh tướng quân là không đúng, nhưng lại kẻ thủ hạ với trẻ con không phải là thần tử tốt. Mạnh Ngũ Duyên chỉ là công chúa tiền triều, có gì phải sợ chứ? Bệ hạ, thần xin có ý kiến, nếu bệ hạ đã quyết định giết sạch tàn dư của tiền triều, làm sao có thể nương tay với trẻ con luôn được chứ? Bệ hạ, thần cho rằng lời này không đúng. Hoàng hậu nương nương giả đáo. Tham kiến hoàng hậu nương nương giả đáo. Tham kiến bệ hạ. Chuyện của mạnh tướng quân, thần thiếp ở hậu cung đã nghe thấy. Nếu đã kháng chỉ, vậy thì bệ hạ cứ định đoạt theo tội khi quân. Mẫu hậu, đại hoàng tử, đây chỉ là chính phi chưa vào cửa mà thôi, nặng nhẹ thế nào chắc con phải biết chứ. Mẫu hậu, chuyện của mạnh tướng quân là tha thứ được, Cửu Duyên càng vô tội hơn. Xin mẫu hậu tha thứ cho như thần bất hiếu, không thể làm theo lời mẫu hậu. Phụ hoàng, xin người khai ân. Đại hoàng tử nói không sai, mạnh Ngũ Duyên chỉ là một nữ nhi, làm sao có thể làm hại giang sơn nước ung của ta được. Tuy rằng mạnh tướng quân làm không đúng, nhưng lại có lòng từ ái, nên sẽ bị giáng chức làm phó tướng quân. Mạnh Ngũ Duyên đến hộ quốc tự cầu phúc cho nước ta đi. Phụ hoàng, đủ rồi, con muốn chậm giết mạnh tướng quân, rồi con gai trấn giữ biên quan sao? Chỉ một chuyện nhỏ thế này mà đã vội vàng đi cáo trạng, làm sao trẫm có thể giao lại giang sơn cho con hả? Được rồi, lui hết cho ta đi. Lúc nãy mạnh tướng quân nắm binh quyền luôn là mối nghi kỵ của phụ hoàng. Ta và mẫu hậu vốn thân thiết, lúc nãy phụ hoàng đã nói rõ người muốn nhị hoàng tử cái gì. Bây giờ hai nhà sắp liên hôn, kết hợp thế lực, việc này sẽ là mối lo ngại đối với phụ hoàng và nhị hoàng tử. Bệ hạ vốn đa nghi. Phải. Lúc này ở đại điện, ngoài ta về lễ bộ thượng thư nói đỡ cho mạnh tướng quân, ngay cả mẫu hậu cũng ủng hộ phụ hoàng giết mạnh tướng quân. Như vậy, vừa xác định được mạnh tướng quân thân cô thế cô ở triều đình,
vừa cho phụ hoàng biết trai và mẫu hậu đã có bất đồng, cho nên phụ hoàng sẽ nhẹ trai với Mạnh tướng quân hơn, chỉ tội cho Ngũ cô nương phải rời khỏi Mạnh gia. So với việc mất bạn thì việc trừng phạt này chẳng là gì cả. Để đề phòng, ta sẽ bố trí ám vệ đi theo nàng, như vậy nàng cũng sẽ dễ dàng hành sự hơn. Đa tạ đại hoàng tử, vậy thì ta và phụ thân sẽ về phủ trước. Tiễn đến đây được rồi. Nhị hoàng tử đang rình rập, muội nhớ cẩn thận. Tỷ yên tâm, trong kinh còn có đại hoàng tử. Hơn nữa ngày ấy còn bố trí A Nguyễn đi theo muội. A Nguyễn, A Nguyễn, người hãy phô diễn chút bản lĩnh để Ngũ tỷ yên tâm đi. Rõ. Bây giờ có đại hoàng tử bảo vệ, lại có An Nguyễn cô nương ở bên cạnh, lần này ta yên tâm rồi. Cửu Duyên, đa tạ đại hoàng tử ra tay cứu giúp. Ngũ Duyên cô nương không cần đa lễ, chỉ là đã ủy khuất Ủy Duyên cô nương rồi. Lần này tỷ hãy bảo trọng nha. Tỷ nhớ bảo trọng đó. Nhị hoàng tử không thể lợi dụng Ngũ cô nương để uy hiếp, chỉ sợ sẽ không từ bỏ. Điện hạ yên tâm, ta ắt có đối sách. Giờ sao đây? Nếu để phụ thân ta biết ta có thai, ông ấy chắc chắn sẽ giết chết ta đó. Cửu Duyên, ngươi giúp ta được không? Đừng vội, việc này không phải là không có cách, nhưng mà ngươi phải chịu nếm mật nằm gai. Chỉ cần giữ được đứa bé này, muốn ta làm gì cũng được. Hôm nay mời hai vị đến để giúp giảng hòa. Sau ly rượu này chúng ta sẽ dĩ qua di quý. Mời. Phụ hoàng nhân từ tha cho Mạnh gia, nhưng mà nàng cũng biết là hậu quốc tự đang nằm trong sự kiểm soát của ai. Chỉ cần ta ra lệnh, Mạnh Ngũ Duyên đừng hòng có ngày yên tháng lành. Lưu Minh Diễn, ngươi đừng bắt nạt người khác quá. Mạnh gia cũng không phải là thứ dễ đụng vào. Sao ngươi lại nói năng như vậy với nhị hoàng tử? Mau xin lỗi nhị hoàng tử. Đừng làm bậy nữa. Ngũ cô nương ở hậu quốc tự còn phải nhờ nhị hoàng tử trông nom. Nào, mau kính nhị hoàng tử một ly. Là Cửu Duyên không đúng, ta xin tạ lỗi với nhị hoàng tử. Vậy mới đúng chứ. Chúng ta chỉ cần nói hết ra mọi chuyện là được. Theo ta, cô phải cảm ơn nhị hoàng tử. Cũng may nhị hoàng tử bẩm báo thân phận của Ngũ cô nương đã được bệ hạ xác thực. Sau này Mạnh gia không cần phải lo lắng nữa rồi. Cửu Duyên, như vậy ha. Chỉ cần nàng chịu uống bình rượu này, ta đảm bảo sẽ không làm khó Ngũ cô nương. Nhị hoàng tử, để ta rót rượu cho ngài. Sao hả? Chỉ cần nàng uống bình rượu này, ta đảm bảo sau này sẽ không làm khó Ngũ cô nương. Chỉ là nàng có dám hay là không thôi. Nhị hoàng tử phải giữ lời đó. Được. Ngài vừa ý chưa? Cửu Duyên không hiểu chuyện, nhị hoàng tử đừng trách. Nào, để ta uống với ngài. Vẫn là Hoa tiểu thư hiểu chuyện. Nào, thêm một ly nữa. Nào. Tử lực của nhị hoàng tử quả thật danh bất hư truyền. Chỉ Thanh, ly rượu ở phủ của nàng nhỏ quá rồi đó. Nào,
to gan, kẻ nào dám làm bậy ở qua phủ của ta. Việc này hoàng gia phải cho ta một lời giải thích rõ ràng. Nàng ta cũng ôm ta. Dớ dẫn, ngài bắt nạt cô nương nhà ta, giờ còn dám mạnh miệng. Nhị hoàng tử, ngài thật sự coi thường phủ thượng thư ta rồi. Được, nếu đã vậy, bây giờ chúng ta hãy vào cung để hoàng thượng làm chủ. Hoa phu nhân, nếu để bệ hạ biết được chuyện này, nhị hoàng tử sẽ mất mặt, nhưng thanh danh của Tử Thanh sẽ bị tổn hại. Vậy con nói xem phải làm thế nào? Vị trí chính phi của nhị hoàng tử vẫn còn trống, hay là cứ để nhị hoàng tử xin bệ hạ ban hôn, để chỉ Thanh gả vào phủ nhị hoàng tử? Không được. Nhị hoàng tử đừng quả quyết sớm. Môn sinh của Hoa thượng thư rất nhiều, nếu ngài không cho Hoa gia lời giải thích, e rằng sẽ không chịu nổi sự gièm pha của văn võ bá quan. Ta không biết khi ngài đắc tội một nửa viên quan triều đình thì liệu có thể được kế thừa ngôi vị không. Được, chỉ là một chức chính phi thôi, ta sẽ cho các người. Thế lực của Hoa thượng thư ở triều đình không tầm thường, việc này có thể giúp cắt đứt chấp niệm của y về nàng, nhưng cũng khuếch trương thế lực của y. Điện hạ yên tâm, cho dù nhị hoàng tử muốn lôi kéo Hoa thượng thư nên lần này mới chịu nhẫn nhịn. Ta với chị Thanh cũng có một hậu lễ khiến hai nhà bọn họ phải kết oán. Nàng tự tin đó. Nhưng vì hậu lễ này phải nhờ con cờ bí mật mà điện hạ đã cài cắm ở phủ nhị hoàng tử giúp một tay. Cho nàng mượn cũng được, nhưng nàng sẽ cảm ơn ta bằng cách nào chứ? Ngài muốn gì? Sau này nàng chỉ cần gọi thẳng tên ta là được rồi. Đây mà là quà tạ lễ sao? Người đã nghe nói gì chưa? Nhị hoàng tử tiến cung xin hoàng thượng ban hôn, nhưng mà hôn ước của cựu cô nương của Mạnh gia và đại hoàng tử vẫn còn đó sao? Ai nói người đó là cựu cô nương hả? Là con gái của Hoa thượng thư. Nô tỳ xin được chúc mừng chủ tử. Chúc mừng gì chứ? Nhị hoàng tử sắp lấy con gái của Hoa thượng thư rồi. Chủ tử không biết rồi, nữ nhi của Hoa thượng thư sẽ không vào được phủ của nhị hoàng tử đâu. Việc này là thật sao? Tất nhiên rồi, đường đến y quán cũng không xa, chúng ta đi xem là biết. Chỉ cần chủ tử muốn, thứ này sẽ giúp chủ tử đạt được ước nguyện. Xin lỗi cô nương. Không sao. Chủ tử cô xem, ở đây quả thật có bạch thuật, hoàng cầm. Đây là thuốc giữ thai. Nàng ta thật to gan, dám đem đứa bé gán cho nhị hoàng tử. Ta phải vào cung bẩm báo quý phi. Cửu cô nương, An Nhiễm đã vào cung. Tốt lắm. Nàng ta không nghi ngờ chứ? Không, nô tỳ rất cẩn thận. Đơn thuốc đó rơi xuống từ người chị Thanh, nàng ta sẽ không nghi ngờ đâu. Vất vả cho ngươi rồi, xuống dưới đi. Tiểu thư, quý phi nương nương muốn gặp người. Cửu Nhiên, đừng sợ, ta sẽ đi cùng cô. Xuống dưới đi. Hoa Chỉ Thanh, mau quỳ xuống. An Nhiễm nói rằng ngươi đang mang thai đứa con quan, ngươi còn gì để nói hả? Nương nương, Hoa thượng thư dạy dỗ nữ nhi rất nghiêm khắc, việc này là không thể. Nương nương hãy nghĩ xem, thì người cũng sẽ thấy việc này rất quan đường. Dù sao thì nương nương cũng đã trải qua nhiều chuyện ở trong cung mà. Mạnh Cửu Nhiên, bổn cung chưa hỏi ngươi. Nương nương tha tội, đây là lần đầu tiên Cửu Nhiên thấy mẹ chồng lại chất vấn việc con dâu có thai với người ngoài. Nếu việc này để người ngoài nghe thấy, e rằng sẽ tưởng nhị hoàng tử có bệnh nên mới khiến người vội vàng đến như vậy. Thật hỗn xược, Mạnh Cửu Nhiên dám đặt điều cho hoàng tử. Người đâu, bắt giữ nàng ta. Dừng lại. Đại hoàng tử muốn thể hiện địa vị sao? Bệ hạ, mời bệ hạ ngồi. Đứng dậy nói chuyện nào. Quý phi,
Nếu nàng nói Hoa tiểu thư đang mang thai con hoang, nàng có chứng cứ gì không? Bệ hạ, người hãy xem bạch thuật, hoàng kỳ này đều là thuốc giữ thai. Hơn nữa đơn thuốc này đã được thái y xem, quả thật là thuốc giữ thai. Phụ hoàng, chỉ bằng một đơn thuốc không thể nói rõ được gì. Ở dân gian nhiều người đi khám bệnh lấy nhầm đơn thuốc không phải là không thể đâu. Không thể nào, lúc đó chính mắt ta nhìn thấy, ở y quán chỉ có mỗi Hoa tiểu thư. Bây giờ Hoa tiểu thư cũng ở trong cung, hay là truyền thái y đến xem? Truyền thái y. Bẩm bệ hạ, ngoài việc sức khỏe yếu, Hoa tiểu thư không vấn đề gì. Không thể nào, đây là thuốc dưỡng thai. Bây giờ thai nhi vẫn còn nhỏ, không thể nào chẩn đoán được. Có phương thuốc bí truyền của đại hoàng tử, cho dù có chẩn đoán ra được cũng không ai bắt được tim thai. Thần thiếp luôn kính trọng quý phi, ai ngờ quý phi nương nương không phân rõ trái phải, chưa gì đã bắt thần thiếp quỳ. Thần thiếp còn tưởng nguyên nhân ở mình, ai ngờ lý do lại oan đường đến như vậy. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, danh tiếng của phụ thân thần thiếp sẽ bị liên lụy. Nếu đã vậy, thôi thì để thần thiếp đập đầu chết cho rồi. Bổn cung đã nghe An Nhiễm nói bậy, nên mới khiến An tiểu thư chịu ủy khuất. Quý phi là chủ nhân ở hậu cung, lại dễ dàng nghe lời sằng bậy của người khác, cấm túc 3 tháng. An Nhiễm, người có lòng dạ độc ác, vu oan cho người khác, sẽ bị nhốt ở đường sám hối. Như vậy đã vừa ý người chưa? Đa tạ bệ hạ. Cửu Duyên, cũng nhờ cô mà ta mới có thể bảo vệ được cái thai trong bụng ta. Không cần đa tạ ta. Tuy bây giờ cô đã gả cho nhị hoàng tử, sau này vẫn phải cẩn thận. Nếu để người khác biết cái thai trong bụng cô là của người khác, e rằng... Tỷ nhân, cô không sao chứ? Ta không sao. Liễu Minh Diễn, giải thích đi. Huynh hỏi nàng ta đi, dám đưa nghiệt chủng gả vào phủ ta. Nếu nhị hoàng tử không muốn lấy ta thì có thể từ hôn, tại sao hết lần này đến lần khác hủy hoại thanh danh của ta? Bệ hạ, Hoa gia là gia tộc gia giáo lễ nghĩa, làm sao có thể bị sỉ nhục như vậy được. Xin bệ hạ làm chủ cho thần thiếp. Đứng lên trước đi. Phụ hoàng, chuyện này có liên quan đến huyết mạch hoàng gia, hay là để thái y đến xem? Truyền thái y. Thưa bệ hạ, hỉ mạch của nhị hoàng tử phi rất yếu, chắc là do đã quỳ quá lâu ở điện quý phi nên cơ thể bị tổn thương, nhưng ngày tháng dần đúng. Nghịch tử, quỳ xuống đi. Khởi bẩm hoàng thượng, Hoa gia rất nghiêm ngặt, bởi vì nhị hoàng tử khiến chị Thanh sợ hãi nên mới tìm Cửu Duyên trò chuyện. Không biết đã nói sai câu nào nên đã khiến nhị hoàng tử hiểu lầm. Chuyện lần này là do Cửu Duyên mà ra, xin bệ hạ tha tội. Cửu Duyên xin nhận lỗi, xin bệ hạ tha tội. Đứng dậy đi. Cửu Duyên, hôm nay cũng may có người, nếu không nhị hoàng tử sẽ gây ra tội lớn. Con phải đối xử tốt với nhị hoàng tử phi, nếu như có lần sau, trẫm sẽ phạt con luôn. Chuyện đó sao rồi? Cô nương yên tâm, bây giờ cả kinh thành đã lan truyền chuyện nhị hoàng tử ngược đãi chính phi, sủng thiếp ghét thê. Tốt lắm, đã đến lúc kêu tiểu thúy đến Hoa gia cáo trạng chuyện Liễu Minh Diễn giam lỏng và lén lúc hạ độc thủ nhị hoàng tử phi. Rõ. Chiêu này của nàng đã triệt để cắt đứt mối quan hệ giữa Hoa gia và nhị hoàng tử. Điện hạ cảm thấy phần hậu lễ này của ta thế nào? Tất nhiên là rất tốt rồi. Đồ vô dụng, ngay cả chút tin đồn này cũng không dịp được. Nhị hoàng tử, tin đồn lan truyền quá nhanh, bọn thuộc hạ không thể làm gì.
Ban đầu là ngươi khuyên ta nhẫn nhịn Hoa Chỉ Thanh để lôi kéo Hoa Thượng Thư. Giờ thì hay rồi. Để tránh hiềm nghi, Hoa Thượng Thư không chỉ cắt đứt quan hệ với ta, mà còn lên dân chương yêu cầu phụ hoàng điều tra chuyện Hoa Chỉ Thanh. Ngươi nói giờ phải làm sao đi chứ? Việc này nhị hoàng tử, ngài hãy chờ chính phi ra mặt. Đồ vô dụng, cút đi. Bây giờ đã quýnh tội người đứng đầu văn quan là Hoa Thượng Thư, giờ mình phải nghĩ cách có được thế lực của võ quan đằng sau Mạnh gia. Tiểu hoàng, muốn ăn gì? Tiểu thư, em muốn ăn cái này. Được, vậy thì chúng ta sẽ mua thêm, lát nữa đưa cho Ngũ tỷ tỷ một phần. Được, trưởng quỷ, gói hết số này cho ta. Tử Duyên, nàng muốn ăn gì? Ta sẽ mua cho nàng liền. Không cần, Mạnh gia ta mua nổi. Nè, Cử Duyên, nàng thật sự tưởng rằng mình có thể thành thân với Liễu Hối sau? Bởi vì phụ hoàng cố tình kéo dài nên hôn sự giữa nàng và Liễu Hối mới chưa chính thức được định ngày. Ta nể tình nàng đã từng cứu ta nên mới khuyên bảo. Dù sao ngoài ta ra không ai dám lấy nàng đâu. Nhị hoàng tử nói xong chưa? Ngài không sao chứ? Trên con dao chắc là có độc rồi. Tại sao ta cảm thấy lại chóng mặt như vậy chứ? Sao lại như vậy? Bây giờ ngài thấy sao? Cửu Duyên quan tâm ta như vậy, cho dù ta có bỏ mạng ở đây cũng xứng đáng. Không đúng, không đúng. Nè, ngài nói như vậy, điện hạ sẽ sống lâu trăm tuổi. Nếu Cửu Duyên có thể sống đến bạc đầu cùng ta, ta tự tin rằng mình sẽ sống lâu hơn nhiều. Ngài gạt ta. Ai nói ngày thường nàng quá bình tĩnh, ta chỉ muốn thăm dò một chút thôi. Được rồi, ngài có muốn trị thương không? Đau thì nói với ta. Cửu Duyên. Hả? Đau. Xem ra thời tiết lại thay đổi rồi, e rằng sắp có lũ lụt. Điện hạ nói rất đúng, chúng ta phải chuẩn bị ngay. Người đã nghe nói chưa? Tối qua Mạnh Cửu cô nương gặp nguy hiểm, cũng may được đại hoàng tử cứu. Tất nhiên là biết rồi, bây giờ cả kinh thành đã lan truyền. Ai cũng nói Cửu cô nương với đại hoàng tử là một đôi lương duyên. Đại hoàng tử đối với Cửu cô nương có ơn cứu mạng, lần này hai người chắc chắn sẽ càng khăng khít, đúng không? Những quan viên tầm nhìn hạn hẹp, nhìn thấy đại hoàng tử và Mạnh gia có quan hệ mật thiết, đã bắt đầu nịnh nọt đại hoàng tử rồi. Đại hoàng tử sao so được với nhị hoàng tử chứ? Đáng tiếc cho Cửu cô nương, nếu nàng ta là chính phi của nhị hoàng tử thì tốt biết mấy. Như vậy mới gọi là cường cường liên thủ. Mama, bên ngoài nói thật chứ, đó chỉ là tin đồn thôi. Cho dù thế lực Mạnh gia lớn mạnh thì sao, cũng không thể giật dậy kẻ vô dụng như đại hoàng tử được đâu. Đều là đồ phế vật, ngay cả một nữ nhân cũng không giết nổi. Mama, ta muốn gặp nhị hoàng tử, hy vọng mama giúp đỡ. Cô đang... Ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì? Nhị hoàng tử, bởi vì ta tận mắt thấy Hoa Chỉ Thanh tìm đại phu để kê đơn thuốc dưỡng thai, nên ta mới vào cung bẩm báo quý phi. Sau hôn lễ ngài cũng đã nghe thấy hết mà. Nhị hoàng tử, ta có thể không cần vậy đó không? Được. Điện hạ, điểm yếu của Mạnh Cửu Duyên chính là người nhà. Nếu như ngài muốn thành thân với Mạnh Cửu Duyên, phá hủy việc liên hôn giữa Mạnh gia và đại hoàng tử, thì phải ra tay từ chỗ Mạnh tướng quân. Bây giờ phía nam đang có lũ, hay là điện hạ xin chỉ phái Mạnh tướng quân đi giải cứu? Dù sao thì
Ban đầu là ngài đã dạch trần chuyện thân thế của Ngũ cô nương, đã khiến Mạnh tướng quân không còn thiện cảm với ngài rồi. Theo tính cách của Mạnh tướng quân, nếu ông ta còn sống thì làm sao có thể để Mạnh Cửu Duyên gả vào đây chứ? Lời nàng ta nói cũng đúng. Nếu Mạnh tướng quân không thể hợp tác với mình, vậy thì cho ông ta chết cho nhanh. Phụ thân ta đã xin bệ hạ chức thủ bị, lẽ ra hôm nay sẽ được nhậm chức, nhưng bỗng nhiên bệ hạ lại ra lệnh cho phụ thân ta đi cứu trợ thiên tai. Có phải là ngài đã lén giở trò không? Nếu là ta thì sao hả? Mạnh Cửu Duyên, nàng hãy nghĩ kỹ đi. Bây giờ người có thể khiến phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh chỉ có ta. Nếu muốn Mạnh tướng quân không đi cứu trợ thiên tai, trừ khi nàng gả cho ta. Cho dù ta gả cho chó mèo cũng không gả cho tên tiểu nhân như ngài. Cả đời phụ thân ta quang minh lỗi lạc, ông ấy cũng không cho phép ta làm như vậy. Thì ra trong lòng nàng, Liễu Hối chỉ là một con chó con mèo, cũng không giỏi hơn ta bao nhiêu. Nàng đang lo lắng vì Mạnh tướng quân đi cứu trợ thiên tai sao? Không cần lo đâu, ta đã xin thánh chỉ, Mạnh tướng quân vẫn sẽ giữ chức thủ bị như cũ. Vậy còn gì cứu trợ thiên tai? Nếu là ta thì sao? Tất nhiên là ta đi rồi. Việc đó không dễ. Nếu như là thiên tai thì còn đỡ, nếu là quan lại tham ô rồi gây chuyện, nếu đại hoàng tử muốn giải quyết thuận lợi chuyện này, e là sẽ có rất nhiều nguy cơ, không an toàn đâu. Ta biết, nhưng mà muốn có được vị trí đó, lần này ta phải thành công. Trước khi khởi hành, nàng không có gì muốn nói với ta sao? Nàng đó, trong đầu nàng, sợi dây tình yêu giống như đã đứt đi rồi, đến giờ vẫn không chịu nói những gì ta thích nghe, dỗ dành ta gì hết cả. Điện hạ yên tâm, Cửu Duyên nhất định phù hộ cho điện hạ, hậu phương có đủ lương khô, cho dù phải hy sinh tính mạng. Gần đây Mạnh Cửu Duyên đang làm gì? Bẩm chủ tử, Mạnh Cửu cô nương đang phát cháo cho mọi người. Đúng là biết giả giờ. Ngươi tìm người. Tiểu thư, người dân đến lấy cháo nhiều quá, gạo ở nhà đã không còn nữa. Ngươi kêu quản gia lấy gạo mới trong phủ đổi lấy lương khô cũ, như vậy có thể sẽ cứu được thêm nhiều người. Dạ được. Tiểu thư, bắt hắn ta đi tra hỏi kỹ càng. Rõ. Nàng không sao chứ? Chàng về từ khi nào vậy? Thiên tai đã được dẹp yên rồi à? Có nàng ở hậu phương, lại có Mạnh tướng quân giúp, tất nhiên là mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh hơn rồi. Nếu không thì lại phụ tâm ý của nàng rồi. Vậy Cửu Duyên, phải chúc mừng đại hoàng tử, lại có thêm một thành công nữa. Trước khi ta đi, đã dặn dò nàng đừng để gặp nguy hiểm. Vậy mà nàng vẫn phái A Nguyễn đi. Lúc nãy nếu ta không tới kịp, ngài đã đến rồi đó thôi. Chủ tử, không xong rồi. Bộ dạng quản hút như vậy là sao hả? Tên dân đen mà chúng ta mua chuộc đã bị bắt giữ lại rồi. Cái gì? Đồ vô dụng, việc nhỏ vậy cũng làm không xong. An Trắc Phi, Mạnh cụ tố cáo cô thuê người hãm hại nàng ấy. Cô hãy đi với chúng tôi đi. Đại nhân, Mạnh Cửu Duyên phụ tướng quân xin tố cáo Trắc Phi của nhị hoàng tử An Nhiễm thuê người hành hung người khác. An Trắc Phi, cổ cô nương tố cáo cô thuê người hành hung người khác, cô có nhận tội không? Đại nhân, ta vô tội. Ngày thường ngay cả một con gà mà ta còn không dám giết, bây giờ làm sao dám thuê người hành hung người khác? Đưa nhân chứng lên. Thảo dân bái kiến đại nhân. Ngươi có biết nàng ta không? Đại nhân, ta đã nói ta bị oan rồi. Vô cáo nhị hoàng tử phi, không biết Cửu cô nương có biết tội hay không. An Trắc Phi cần gì vội vàng, cứ nghe hắn nói xem đã. Hôm đó một cô nương nói với tiểu nhân, nếu như giết được Cửu cô nương thì sẽ đưa cho tiểu nhân 100 lượng để sống ở kinh thành. Tuy tiểu nhân đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nên tiểu nhân đã lén đi theo cô nương đó, thì thấy nàng ta đi vào phủ nhị hoàng tử. Chả biết tên nhân đen này từ đâu đến, lại dám nói dối vu oan cho phủ nhị hoàng tử. Ngươi có biết tội chém đầu là gì không? An Trắc Phi, có phải vu oan hay không, ta tự có suy xét.
hay là cô cảm thấy ta không thể xử án công bằng đây? Đại hoàng tử hiểu lầm rồi. Đại nhân, tiểu nhân không nói dối, tiểu nhân có chứng cứ. Trâm cài này là tiểu nhân lấy trộm được từ người của nha hoàng đó. Bên trên có ấn ký của phủ nhị hoàng tử. Đem cho An Trắc Phi xem đi. Đại nhân, việc này cũng không thể chứng minh là ta đã ra lệnh cho y làm thế. Trong phủ của nhị hoàng tử có rất nhiều người, nói không chừng là đã có kẻ ăn trộm đồ của ta để hãm hại ta. Nhưng người có thể trộm đồ trên người của An Trắc Phi sợ là không nhiều. Xin đại nhân truyền nha hoàn của An Trắc Phi lên công đường. Truyền đi. Chính là nàng ta, thưa đại nhân. Nàng ta đã đưa tiểu nhân 100 lượng để tiểu nhân giết cổ của nương. An Trắc Phi nói ngươi trộm trăm gài của nàng ta, sai bảo người khác để giết ta. To gan, sao ngươi dám lén ta làm chuyện đó? Là do ta quản lý người không nghiêm khiến mọi người chê cười rồi. An Trắc Phi muốn dùng lý do quản lý người không nghiêm để cho qua chuyện này. Chắc cô cũng đã quên tình trạng hiện giờ của mình rồi. Cô có biết sai bảo người khác giết hoàng tử Phi là tội chết hay không? Cửu cô nương xin tha mạng đều do An Trắc Phi sai bảo tiểu nữ. Chết đến nơi rồi mà vẫn lôi ta vào sao? Đại nhân, đừng nghe lời của nàng ta. Người nói là ta ra lệnh cho ngươi, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ mà dám đổ tội cho nhị hoàng tử Phi. Ngươi có mấy cái đầu vậy hả? Bây giờ đã tìm thấy hung thủ, vậy thì ta về trước đây. Nếu không nhị hoàng tử sẽ lo lắng. An Trắc Phi, chờ đã. Sao hả? Cửu cô nương thật sự muốn gây chuyện với phủ nhị hoàng tử à? An Trắc Phi cũng đã nói rồi, là do mình quản lý người không nghiêm. Chỉ có phải nên xin lỗi ta hay không? Cửu cô nương, ta xin lỗi. Mạnh Cửu Duyên, nếu như cô tưởng như vậy có thể khiến tôi vào tù, vậy thì cô coi thường ta quá rồi. Cô ta không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ, chỉ cần ta vẫn còn là nhị hoàng tử Phi thì ngày ấy vẫn phải bảo vệ ta. Có nhị hoàng tử ủng hộ, chắc chắn An Trắc Phi sẽ không dễ dàng thất bại. Chỉ là nếu như để nhị hoàng tử biết ngày ấy bận rộn chuyện chính trị quan trường, lôi kéo thu nạp lòng người, còn cô lại làm ra chuyện này, cô nói xem ngày ấy sẽ làm gì cô đấy? Tại sao nàng dễ dàng tha cho nàng ta vậy? Nếu bây giờ xử lý nàng ta vì thể diện, nhị hoàng tử sẽ bảo vệ cô ta, bệ hạ lại thiên vị, như vậy sẽ bất lợi với chúng ta. Nhưng nếu giờ tha cho nàng ta vì thể diện, nhị hoàng tử sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tỷ nhân, đều tại ngươi khiến ta bị các quan viên chê trách đến nỗi không ngóc đầu dậy nổi. Thiếp biết lỗi rồi, thiếp sẽ đi phát cháo để lấy lại thanh danh. Cửu Duyên đã phát cháo rồi, ngươi nói xem ngươi làm gì để cứu vãn thanh danh? Nhị hoàng tử, ngài không biết rồi, Mạnh Cửu Duyên dùng gạo cũ. Nếu như chúng ta lan truyền tin này đi thì công lao đó sẽ là của chúng ta. Việc này ta giao cho ngươi làm, nếu ngươi không làm tốt thì ta không tha cho ngươi đâu. Được. Tiểu Thúy, ngươi xem giúp ta, mặt trời mọc ở hướng Tây rồi hay sao vậy? Bẩm nhị hoàng tử Phi, mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông. Vậy tại sao ta lại thấy có kẻ giờ vĩnh phát cháo ở trước cổng vậy kìa? Ý của nhị hoàng tử Phi là cửu cô nương phát cháo thì được, còn người khác không thể làm vậy sao? Nhị hoàng tử Phi, hãy mở to mắt ra nhìn, thứ ta dùng là gạo thượng hạng. Không giống Mạnh Cửu Duyên thì dùng gạo cũ để nấu cháo. Bây giờ trong kinh thành, ai mà không biết Mạnh Cửu Duyên là một kẻ lừa đảo buôn danh bán tiếng. Chỉ có các người mới xem nàng ta là Bồ Tát. An Trắc Phi không phải quản lý phủ nên không biết giá cả gạo rồi. So với gạo trắng, gạo cũ của cửu cô nương đã cứu được rất nhiều người. Người nói nàng ấy là kẻ lừa đảo không phải ngu mà là xấu tính. Kẻ nào buôn danh bán tiếng chỉ cần nhìn vào là biết. An Nhiễm lại thêm bông cải xanh, thứ khó tiêu hóa vào cháo. Quãng đường đến kinh thành sẽ khiến mọi người bị đau bao tử. Chúng ta phải đến y quán ngay. Ngươi mau đi gọi A Nguyễn đến đây.
đại phu, sơn trà, quế, những loại thuốc dễ tiêu đó còn bao nhiêu tôi sẽ lấy hết. Những thứ này bình thường không nhiều, ở đây chỉ còn vài lượng. Cô cần những thứ này làm gì? Dân đen ở trước phủ nhị hoàng tử ăn bông cải xanh, tôi sợ là họ sẽ ngất xỉu. Ta và tiểu thúy đã đến ba y quán, chỗ của ngươi là chỗ đầu tiên còn những thứ này. Cô nương không biết rồi. Để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, hàng ở đây không còn nhiều. Theo tôi biết, trong kinh thành chỉ còn bấy nhiêu thôi. Nếu cô nương cần gấp, có thể tới Nam Sơn hái một ít đi dùng tạm. Đành vậy thôi. Đa tạ đại phu. Tiểu thúy, mang số thuốc này cho chủ tử của ngươi đi. Kêu đàn ấy hầm thành nước rồi cho dân đen uống. An Nguyễn, có, đi Nam Sơn hái thuốc với ta. Con dê mập nhà ngươi nói đâu rồi? Chẳng thấy gì cả. Kia kìa, Quỳnh xem đi, chính là nàng ta. Lên đi. Đúng là. Đi theo chúng ta nào. Đi. Con dê mập này nhờ ngươi cả đó. Nghiêm lão đại khách khí quá rồi. Ta phải đa tạ huynh mới đúng. Giết. Ý ngươi là sao? Ta chỉ tới bắt sơn tặc sẵn tiện cứu người. Giải quyết tất cả bọn chúng đi, không được để ai còn sống. Bây giờ Mạnh gia và đại hoàng tử đang tìm Mạnh Cửu Duyên đến điên lên rồi. Nhị hoàng tử chỉ cần đưa Mạnh Cửu Duyên thì sẽ trở thành ân nhân của đại hoàng tử và Mạnh gia. Đây có là gì chứ? Mấy ngày nay ngươi sẽ chăm sóc Mạnh Cửu Duyên qua ngày vậy nữa. Sự tích anh hùng của ta lan truyền đi, người ngoài sẽ biết Mạnh Cửu Duyên đã ở phủ ta nhiều ngày. Đến lúc đó, cho dù Mạnh gia không muốn cũng phải ngoan ngoãn từ hôn với Liễu Hối, rồi đưa Mạnh Cửu Duyên đến phủ của ta. Quả thật là phủ của Mạnh hoàng tử. Cũng may là ở phủ nhị hoàng tử. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ chỉ cần đi về hướng đông là được. Lục soát đi, không được để chạy thoát. Lẽ nào bị phát hiện rồi sao? Chắc chắn vẫn còn trong phủ. Lục soát thật kỹ đi. Cho dù là hang chuột cũng phải kiểm tra cho ta. Bắt lại, bắn tên đi. Điện hạ. Điện hạ, cố cầm cự một chút. Qua ngã tư này là Mạnh phủ rồi. Điện hạ. Sao nàng biết là ta chứ? Chỉ là một bóng lưng thì ta cũng đã nhận ra ngài. Sao ngài biết ta ở phủ nhị hoàng tử chứ? Sau khi nàng mất tích, ta và Mạnh tướng quân đi dọc Nam Sơn để tìm nàng. Ta phát hiện bước về của nàng ở chỗ bọn thổ phỉ. Lúc đó nơi đó đã xảy ra trận quyết chiến. Ta và Mạnh tướng quân phán đoán nàng đã được người khác cứu đi. Sau đó cũng may có nhị hoàng tử phi báo tin nói rằng sau khi nhị hoàng tử đưa người đi đã lén lút bảo người canh giữ ở phòng khách. Ta đoán người đó có thể là nàng nên bèn đến đây. Liễu Hồi. Liễu Hồi. Liễu Hồi. Cửu Duyên. Phụ thân. Cửu Duyên. Cửu Duyên. Phụ thân. Cửu Duyên. Ngày dậy sớm vậy? Nàng xem đi.
Nhị hoàng tử giả vờ hợp tác với thổ phỉ ở Nam Sơn, rồi bảo họ bắt trói nàng. Đây là một mũi tên bắt hai con chim, vừa có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, cũng có thể tiêu diệt bọn thổ phỉ. Vậy bây giờ nhân chứng, vật chứng đã có. Ta muốn vào cung nói với phụ hoàng. Nàng muốn đi cùng không? Được, chuyện cáo trạng này làm sao có thể thiếu nạn nhân như ta được. Xin hoàng thượng làm chủ cho thần nữ. Nghịch tử! Phụ hoàng, quan cho nhi thần của cô nương bị bắt cóc. Nhi thần phái thị vệ tới cứu. Làm sao hoàng huynh có thể du quan nói để bắt cóc của Duyên được chứ? Nếu không có chứng cứ, làm sao ta dám làm phiền phụ hoàng? Xin phụ hoàng cho truyền nghiêm lão đại vào điện. Truyền nghiêm lão đại vào điện. Tội dân nghiêm lão đại khấu kiến hoàng thượng. Khai ra mọi thứ ngươi biết ngay. Thưa hoàng thượng, hai hôm trước nhị hoàng tử đưa người đến tìm tiểu nhân, nói rằng có một vụ làm ăn kiếm được nhiều tiền, rủ tiểu nhân làm chung. Thật hoang đường. Ta là nhị hoàng tử, có chuyện gì cần tên thổ phỉ như ngươi giúp chứ? Tại sao nhị hoàng tử vội vàng vậy? Cứ chờ nghiêm lão đại nói hết đi. Được rồi, ngươi nói tiếp đi. Lúc đó tiểu nhân cũng hỏi nhị hoàng tử đó là gì, làm ăn gì. Nhị hoàng tử đã đưa cho tiểu nhân bức họa của Mạnh cô nương, bảo tiểu nhân bắt cóc Mạnh cô nương. Sau đó liền đồ thiên chuột. Tiểu nhân nhất thời bị phú quý làm mờ mắt, nên đã bảo thuộc hạ bắt cóc Mạnh cô nương. Nhưng ai ngờ lúc nhị hoàng tử gặp Mạnh cô nương lại trở mặt. Các anh em của tiểu nhân đã chết trong tay của nhị hoàng tử. Ngươi nói nhị hoàng tử đã ra lệnh cho ngươi, ngươi có chứng cứ không? Chứng cứ có đây. Một bức họa là chứng cứ mà ngươi nói sao? Bệ hạ không biết rồi. Đây là giấy Lạc Yên, một lạng trị giá cả ngàn lượng bạc. Giấy Lạc Yên chỉ được bán ở tiệm thư họa của nhị hoàng tử. Khi nhi thần nhìn thấy giấy Lạc Yên này cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sau khi thăm dò thì mới biết gần một tháng nay chẳng có ai mua giấy Lạc Yên cả. Hai ngày trước, người của phủ nhị đệ đã lấy hai tờ giấy từ tiệm. Con xem đi, có phải là giấy Lạc Yên ở tiệm của con không? Phụ hoàng, đây quả thật là giấy Lạc Yên. Nhưng nhi thần quả thật không biết là người của phủ nhi thần đã lấy nó từ tiệm của mình. Đúng là nhi thần từng rất mến mộ Cửu Duyên, nhưng nàng ấy đã định thân với đại hoàng huynh. Nhi thần cũng có chính trắc phi, nhi thần không có động cơ nào để làm việc này cả. Còn trắc phi của thần, nàng ta vốn bất hòa với Cửu Duyên. Vào hôm trước, bọn họ còn cãi nhau cả ở đại lý tự. Cửu Duyên, hoàng huynh, nếu các người không khăng khăng việc này có liên quan đến người của phủ ta, ta cũng sẽ không bao che cho ai cả. Dù sao thì An Nhiễm rất có thể đã lấy giấy Lạc Yên để hãm hại Cửu Duyên. Vị hoàng đệ tẩy trắng mọi thứ gây thiệt ha. Hoàng huynh là huynh muốn gán tội này cho ta. Truyền An Nhiễm vào điện. Truyền An Nhiễm vào điện. Bẩm bệ hạ, An Trắc Phi tự sát rồi. Đây là thư mà nàng ta để lại trước khi chết. Đại hoàng huynh, trước khi các người vào cung, ta đã biết các người có nhân chứng, tưởng ta không chuẩn bị gì sao? Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử, ngài. Nhiễm Nhi, ta cũng không muốn. Chỉ là việc nàng bắt cóc chủ viên thật sự rất quá đáng, nàng không thể trốn được đâu. Sợ tội nên tự sát sao? Đại hoàng huynh, Cửu Duyên, ta đã không nghiêm khắc trông coi nên An Diễm mới làm ra chuyện như vậy. Các người yên tâm, tuy rằng nàng ta đã chết, ta sẽ thay hai người trút giận. Ta sẽ sai người dứt xác nàng ta ra biên ải. Tự sát? An Trắc Phi này đúng là biết chọn lúc tự sát đấy. Nghiêm lão đại, cướp bóc làm hại dân lành, chém ngay. An Diễm bắt cóc nữ nhi của tướng quân, Điềm Tình đã biết tự sát tại tội, phế chức vị nhị hoàng tử phi, biến làm thứ dân. Được rồi, lùi xuống hết đi. Phụ hoàng, cút đi. Ta tự uống được. Lần này vì cứu ta nên ngài bị thương nặng như vậy.
Ta chăm sóc ngài là chuyện đương nhiên. Không xong rồi, đại hoàng tử. Chuyện gì? Thưa đại hoàng tử, hôm nay trên triều có người đề nghị hoàng thượng lập ngài làm thái tử. Không xong rồi. Kiếp trước ngày ấy bị nhị hoàng tử hãm hại bởi vì lời đề nghị này. Sau đó thân phận của ngài ấy, ta về phụ trước đây. Tại sao nàng căng thẳng vậy? Cửu Duyên, rốt cuộc nàng biết gì? Ta sợ Liễu Minh Diễm lợi dụng thân phận của ngài để làm khó ngài. Tại sao nàng biết chứ? Tất nhiên là ta biết rồi. Ta biết mọi thứ về ngài. Ta còn biết kiếp trước vì chuyện này nên bị nhị hoàng tử tính kế, phải chết thảm. Bây giờ ta không thể nói với ngài được, nhưng ngài tin ta được không? Ta sẽ giúp ngài lên ngôi. Ta sẽ trả hết những gì ta nợ ngài. Cửu Duyên, từ trước đến giờ nàng chưa từng nợ ta gì cả. Ta cũng không mài ngôi vị. Nàng không muốn nói, ta cũng sẽ không nói. Nhưng cho dù nàng không muốn làm gì đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ nàng đến cuối cùng. Mấy hôm nay hoàng cung có động tĩnh gì không? Bệ hạ sủng ái Nguyệt Phi, Quý Phi đang đứng ngồi không yên, muốn dời sự chú ý Liễu Minh Diễn và Quý Phi. Ta nghĩ phải cần một việc khiến họ sợ. Ngày mai người đến chợ giúp ta chuẩn bị một vài món. Sắp đến Trung Thu, hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ tổ chức tiệc. Rõ. Một mình ngươi đến đây cầu kiến, ắt là có việc rồi. Nói đi, bây giờ không có người ngoài. Thần nữ xin hoàng hậu nương nương giúp cho đại hoàng tử. Ý của ngươi là gì? Gần đây các quan thần rất coi trọng đại hoàng tử. Nhị hoàng tử đang rất bất mãn, sẽ ra tay. E rằng họ sẽ dùng thân phận của đại hoàng tử làm cớ. Ngươi muốn bổn cung giúp ngươi thế nào đây? Đây không phải là giúp thần nữ, mà là giúp cho đại hoàng tử và cả người. Quý phi muốn giúp nhị hoàng tử đăng cơ. Nếu như có ngày này, hoàng hậu đương đương e rằng sẽ gặp khó khăn muôn bề. Ngươi dậy trước đi, việc này đợi ta sắp xếp. Rõ. Hứa Nhi lại đem chuyện bí mật này nói với nàng ta. Người đâu? Nói với Nguyệt Phi, bổn cung muốn gặp nàng ta. Rõ. Bệ hạ, Tết Trung Thu, cho nên chúng ta tụ tập một chuyến đều là người nhà cả, không cần câu nệ. Nào, tại sao không thấy Nguyệt muội muội uống rượu? Gần đây muội không khỏe, thái y nói không thích hợp để uống rượu. Sức khỏe ái phi, có vấn đề gì sao? Thiếp quên nói với bệ hạ, vài ngày trước thái y đã chẩn đoán nói rằng Nguyệt muội đang có hỷ. Hay quá, tốt quá rồi. Nhi thần chúc mừng phụ hoàng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Nguyệt phi nương nương. Hôm nay ai có mặt cũng sẽ có thưởng. Bệ hạ vẫn khỏe mạnh, đó là phúc phần của hậu cung. Còn tiện nhân, ả không cho hoàng đế đến cung của ta, nghiệt chủng trong bụng ả ta không thể giữ lại được. Xin lỗi Nguyệt phi nương nương, nô tỳ không cố ý. Sao người bất cẩn vậy? Không sao, bệ hạ, thần thiếp đi thay y phục đây. Được. Được, người đâu? Đưa cung nữ này đi. Người đâu? Đưa cung nữ này đi. Bệ hạ tha tội, bệ hạ tha tội. Thật to gan, dám kéo ngã Nguyệt phi. Mau đưa Nguyệt phi về tẩm cung, truyền thái y đến. Ngươi muốn làm gì? Xin bệ hạ tha tội, không phải nô tỳ làm đâu. Bẩm hoàng thượng, lúc nãy Cửu Duyên ở đây đã nhìn rất kỹ. Người cung nữ này quả thật đã kéo ngã Nguyệt phi nương nương. Rốt cuộc là có hay không? Lần đầu là do nô tỳ làm, nhưng mà lần hai thì không phải nô tỳ. Không biết chủ tử của người cung nữ này là ai? Hoàng hậu hỏi, tại sao ngươi không trả lời? Chủ tử của ngươi là ai? Cửu Duyên thấy cung nữ này
cứ nhìn quý phi nương nương. Cửu Duyên, nàng nhìn nhầm rồi. Nếu là cung nữ của quý phi nương nương, làm sao bà ấy không hề nhận ra chứ? Nàng phải biết kết cục của chó không chủ trông rất là thê thảm. Nô tỳ là người của quý phi nương nương. Nô tỳ là người của quý phi nương nương. To gan, ngươi là người của ta thì sao hả? Ta không kêu ngươi đẩy Nguyệt phi, tự làm tự chịu. Giờ ngươi lại đổ tội cho bổn cung sao? Nô tỳ của quý phi đẩy ngã Nguyệt phi, quả thật không trách quý phi được. Cũng không có chứng cứ cho thấy việc này liên quan đến quý phi nương nương. Hoàng thượng xin đừng tức giận. Phải, phụ hoàng, người đừng vì sơ suất của cung nữ mà trách mẫu phi. Bẩm bệ hạ, cái thai trong bụng của Nguyệt phi nương nương đã không còn nữa rồi. Người nói gì? Người đâu? Đánh chết cung nữ này cho ta đi. Bệ hạ tha mạng, chính quý phi nương nương đã ra lệnh cho nô tỳ làm vậy. Tên nô tỳ khốn kiếp, ngươi ngậm máu phun người. Bệ hạ, chính quý phi nương nương đã ra lệnh cho nô tỳ, không chỉ hại người phi nương nương, bà ta đã ra lệnh cho nô tỳ hại không ít người trong cung. Nhớ dẫn, bệ hạ, ả nô tỳ này điên rồi, xin bệ hạ hạ lệnh giết chết ả ta. Dù qua quý phi là tội chết, ngươi có biết không? Bệ hạ, nô tỳ không nói dối, nô tỳ có chứng cứ, nằm ở vách ngăn kính ở thẩm cung của quý phi. Bệ hạ không tin có thể phái người đi điều tra. Bệ hạ, thần thiếp không làm vậy. Việc này không nhỏ, xin phụ hoàng tra xét, trả lại sự trong sạch cho quý phi nương nương. Người đâu, lục soát thẩm cung của quý phi nương nương, đưa cung nữ này ra ngoài đi. Đây là gì? Bẩm bệ hạ, thứ này đã được tìm thấy ở thẩm cung của quý phi nương nương. Mở ra. Ngươi, quý phi muội muội, ngày thường ta và muội không tranh giành đấu đá, không ngờ muội lại hạ cố ta và hối nhi, rồi nguyền rủa bệ hạ. Bệ hạ rất yêu thương muội mà. Đây không phải là đồ của thần thiếp. Có người hãm hại thần thiếp, đó là âm mưu. Có phải là người không? Hoàng hậu, ngươi thật nhẫn tâm. Hoàng hậu, ngươi thật nhẫn tâm. Im đi, tống quý phi vào lãnh cung. Bệ hạ, xin hãy tin thần thiếp, đây quả thật không phải là đồ của thần thiếp. Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Chuyện hôm qua là nàng đã thương lượng với mẫu hậu hả? Ta không phải muốn giấu chàng, chỉ là việc này rất nguy hiểm. Cũng may Nguyệt phi bị sảy thai, khiến phụ hoàng không vui. Bởi vì chỉ cần điều tra kỹ là sẽ biết có người cố tình hãm hại quý phi. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã thắng rồi đúng không? Ta đã hứa với ngài, ta sẽ giúp ngài lên ngôi mà. Ta muốn vị trí đó chỉ vì muốn bảo vệ nàng và mẫu hậu, chứ không phải để hai người phải chịu nguy hiểm gì ta. Sẽ không có lần sau đâu. Thật đó. Xin ngài đừng giận. Sau này nếu có kế hoạch gì phải nói trước với ta, được không? Ta không muốn nàng vì ta mà gặp nguy hiểm nữa. Sắp kết thúc rồi, đến lúc đó ta sẽ nói mọi thứ với ngài. Đến lúc đó ngài còn muốn ở bên cạnh ta không? Minh Diễn, Minh Diễn, tỉnh dậy đi. Chàng uống cái này đi. Ta không uống. Không. Tại sao chàng phải làm vậy? Nếu như mẫu phi biết, bà ấy sẽ rất đau lòng. Minh Diễn, chàng tự lo được cho bản thân thì mới có thể đón mẫu phi từ lãnh cung ra. Chỉ Thanh, bây giờ ta mới biết chỉ có nàng mới thật lòng với ta. Xin lỗi. Chàng là phu quân của ta, ta không tốt với chàng thì tốt với ai bây giờ? Ngày mai ta sẽ vào cung cầu xin được gặp mẫu phi. Giờ bệ hạ đang giận, nhưng bệ hạ thực sự yêu thương mẫu phi. Mẫu phi, người hãy nghĩ cách giúp con đi. Bây giờ nhị hoàng tử Minh Diễn sao rồi? Chàng bị bệ hạ cấm túc ở phủ rồi, cả ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu, con khuyên bảo thế nào cũng không được. Nếu tiếp tục, con thật sự lo cho chàng ấy.
Tình cảm bao nhiêu năm nay giữa ta và bệ hạ lại không so được với nghiệt chủng trong bụng Nguyệt Phi. Mẫu Phi đừng tức giận, nếu như để người khác nghe thấy, họ lại bàn tán thị phi nữa. Bổn cung sợ họ hay sao? Ta có thể tồn tại trong cung nhiều năm, chắc chắn sẽ có người của mình ở đây. Cô nương, nhị hoàng tử phi đưa cho cô. Quý phi thật sự tàn nhẫn. Để níu kéo phụ hoàng, bà ta dám bỏ thuốc cho phụ hoàng uống. Thuốc này rất độc, uống lâu dài sẽ làm giảm tuổi thọ. Theo liều lượng này, chưa đến một tháng, hoàng đế chắc chắn sẽ phải chết. Phụ hoàng chưa lập người kế vị, nếu làm vậy thì không có lợi cho bất kỳ ai cả. Chưa chắc. Chỉ cần quý phi kiểm soát được hoàng thượng, trong một tháng chắc chắn con trai bà ta sẽ kế vị. Điện hạ, bẩm báo đại hoàng tử, Biện Cường có tin. Truyền lệnh ta tập hợp toàn quân, ngày mai xuất phát. Rõ. Lần này ta rời khỏi, nàng nhất định phải bảo trọng, đừng manh động. Chuyện gì cũng phải thương lượng với Mạnh tướng quân. Chàng phải đi thật sao? Chờ ta trở về, ta sẽ cưới nàng. Hoa Chỉ Thanh, hay lắm, ngươi dám cùng Mạnh Cửu Viên đùa giỡn với ta. Nếu ngươi đã biết, tùy ngươi xử lý. Mạng của ngươi không đáng giá. Ngươi đừng quên, bây giờ ngươi không chỉ có một mình đâu. Rốt cuộc ngươi muốn gì đây? Nếu ngươi còn quan tâm đến Hoa gia, thì phải làm theo lời ta nói, tương kế tụ kế. Cứ làm theo lời Mạnh Cửu Viên, phối hợp với nàng ta, vạch trần chuyện hoàng thượng bị đầu độc. Mẫu Phi, người đừng lo, bệ hạ sẽ không sao đâu. Đang yên đang lành, tại sao lại yếu như vậy, lại còn hôn mê nữa? Hoàng hậu nương nương gia đấu. Quý phi muội muội mau đứng lên, để thái y kiểm tra cho bệ hạ. Không cần, bổn cung đã kiểm tra rồi. Quý phi muội muội, mạch tượng của bệ hạ rất kỳ lạ, giống như bị trúng độc vậy. Trúng độc? Tại sao lại vậy? Thái y, ngài nói là giống như bị trúng độc, vậy có thể không phải là trúng độc rồi. Sức khỏe bệ hạ gần đây rất yếu. Quý phi muội muội, bệ hạ từng đến lãnh cung thăm muội, rồi đưa muội về đây, đêm đêm đến cung của muội. Muội quả thật không biết coi trọng sức khỏe của bệ hạ chút nào. Không thể nói như vậy được. Bệ hạ sủng hạnh muội không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, muội cũng bị người khác hãm hại, bệ hạ niệm tình nên mới bù đắp cho muội mà thôi. Vậy sao? Quý phi muội muội đừng vì bản thân mà làm chuyện khi quân phạm thượng. Hoàng hậu nương nương không nên nói bậy, chuyện gì cũng cần chứng cứ. Hoàng hậu nương nương, con có một việc muốn bẩm báo. Nói đi. Bệ hạ không phải trúng độc mà là dùng một loại thuốc bổ dưỡng quá nhiều. Người nói bậy bạ gì vậy? Nếu như không tin, thái y có thể kiểm tra thứ này. Dùng thuốc này sẽ giúp kéo dài tinh lực, nếu dùng quá liều thì sẽ mất mạng. Thật to gan. Quý phi muội muội, người muốn bệ hạ độc sủng ngươi, lại dám ra tay hạ độc thủ như vậy. Hoàng hậu xin đừng giận, việc này không phải do quý phi làm đâu. Thuốc này là do Cửu Viên muội muội đưa cho con, kêu con đưa cho quý phi. Nhị hoàng tử phi, lời này của cô là sao? Cửu Viên, muội đừng sai thêm nữa. Cho dù cô có thù với nhị hoàng tử, nhưng ta là thế tử của chàng ấy, ta sẽ không phản bội chàng đâu. Cửu Viên, ngươi có nhận tội không? Hoàng hậu nương nương, thần nữ không nhận tội. Thần nữ chưa từng đưa thuốc này cho nhị hoàng tử phi. Con không nhận sao? Ta có chứng cứ,
Cụ Duyên, uổng công ta từng yêu mến nàng, không ngờ nàng lại câu kết với hoàng phi của ta, hãm hại ta, tội bất trung bất nghĩa. Nhị hoàng tử, đây là chứng cứ mà ngài nói sao? Chứng cứ vậy mà không đủ sao? Ta cho nàng biết, Hoa Chỉ Thanh đã thừa nhận nàng ấy chính là người đã thay nàng viết thư này. Nhị hoàng tử nói không sai. Nhị hoàng tử phi đã bị người viết thư dụ dỗ. Chỉ đáng tiếc là thư này không phải ta viết. Mọi người xem đi, đây là bút tích của ai? Ngươi hãy xem thư mà con trai ngươi mang đến. Đây rõ ràng là bút tích của ngươi. Không thể nào. Chuyện này là sao? Con kỵ nhân, ngươi dám bẫy ta hả? Hoàng hậu nương nương, ngươi phải thay thần nữ làm chủ. Là nhị hoàng tử đã dùng tính mạng của Hoa gia để uy hiếp con, và nói rằng thư này là do Cửu Duyên đưa cho con. Thật to gan, các người dám hãm hại bệ hạ. Người đâu, bắt giữ quý phi và nhị hoàng tử cho ta. Các người tưởng mình đã thắng rồi sao? Ta cho các người biết, ở bên ngoài tất cả đều là người của ta. Liễu Minh Diễn, người thật to gan, dám bỏ thuốc cho bệ hạ, chứng cứ rành rành, bây giờ còn dám đối nghịch với hoàng hậu nương nương. Người muốn tạo phản hay sao? Hoàng đế lâm bệnh sẽ truyền ngôi vị cho con trai mà người yêu nhất, là danh chính ngôn thuận, sao gọi là tạo phản được? Còn các người, ta sẽ giết hết từng người các người. Bảo vệ hoàng hậu nương nương. Không hổ danh là hậu vệ võ môn Mạnh Cửu Duyên, ta quả thật đã nhìn nhầm ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một nữ nhân, nhìn ta cũng vô ích. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Khẩu khí mạnh thiệt, đã hỏi ý ta chưa? Liệu Hối, Liệu Hối, hỏi ý ta chưa? Liễu Hối, xin lỗi, ta tới muộn rồi. Ta không sao. Liễu Hối, rõ ràng ngươi đang ở chiến trường, tại sao ngươi lại? Liễu Minh Diễn, ngươi câu kết nước đối địch tấn công lãnh thổ chúng ta, tội không thể tha thứ. Nếu không ngờ Mạnh Ngũ cô nương đưa tin cho ta, nói rằng nàng ấy đã cùng Mạnh tướng quân đến biên cương, bảo ta phải về sớm, nếu không hậu quả khó đoán rồi. Thì sao chứ? Ngươi tưởng chỉ mình ngươi có thể chống được ta sao? Hơn nữa ta còn có thánh chỉ, chỉ cần ta mang thánh chỉ ra ngoài, tất cả mọi người đều phải nghe lệnh ta. Chưa đâu, bệ hạ chỉ mới hôn mê, chưa băng hà, tại sao lại phải nghe lời ngươi? Ai nói hả? Ngươi tưởng đó là liều lượng bình thường sao? Ta nói cho ngươi biết, ta đã lén thêm rồi. Kể từ sau hôm nay, trời đất này sẽ là của ta. Nghịch tử, ta không ngờ ngươi lại muốn giết trẫm. Ta đã nói rồi, sức khỏe bệ hạ hơi yếu thôi. Hơn nữa, việc ngươi làm, ngươi tưởng là không ai biết hay sao? Không thể nào. Nha đầu Cửu Duyên nói với ta, ngươi và quý phi muốn giết ta. Ta không tin. Bây giờ ngươi là con trai mà ta yêu thương nhất. Xin bệ hạ tha tội, hãy tha thứ cho thiếp. Mẫu phi, mẫu phi, người giết mẫu phi của ta, ta sẽ báo thù cho mẫu phi. Cô tỉnh rồi sao? Đây là nơi nào? Tại sao mình lại ở đây? Tâm nguyện của cô đã thành, đã không thể trở lại nhân gian. Tâm nguyện của tôi đã thành, cô đã không còn dương vấn gì nữa. Ta chỉ muốn tấm chân tình của nàng
đợi ta trở về, ta sẽ cưới nàng. Cô không muốn biết kiếp trước khi cô chết đi đã xảy ra chuyện gì sao? Cửu Duyên, thật to gan, ngươi dám khi quân phạm thượng sao? Ngươi là quân vương gì hả? Dông ơn bội nghĩa, nếu không nhờ nàng ấy, ngươi làm sao có vị trí này chứ? Ta đã biết từ sớm, ngươi giả tiện nhân này cứ tư tình, nếu không sẽ không làm đến mức này đâu. Ngươi đừng sử dụng nàng ấy, nàng ấy chưa từng phụ ngươi. Đừng, hãy tha cho ta, tha cho ta, tha. Xin Phật Tổ phù hộ, kiếp sau hãy để tâm nguyện của Cửu Duyên được thành. Con nguyện dùng 50 tuổi thọ của kiếp sau đánh đổi. Xin Phật Tổ phù hộ cho, kiếp sau hãy để tâm nguyện của Cửu Duyên được thành. Liễu Hối, Liễu Hối, thì ra là ta nợ chàng, chưa từng trả hết. Có phải vì tâm nguyện của ta đã thành thì chàng ấy phải chết không? Phải. Tâm nguyện của cô là báo thù, giúp cô là tâm nguyện của y. Tâm nguyện của các ngươi đã xong xuôi. Đừng mà, ta không muốn chàng chết, ta không muốn chàng chết. Hãy cho ta biết, ta nên làm gì? Kiếp này của ngươi cũng đã giúp nhiều người, đã cứu vô số sinh mệnh. Vậy thì ta sẽ giúp cô một lần, đưa cô về kiếp trước. Nếu cô muốn y không chết, cô không được chết. Đây là một ngày trước khi mình chết. Mình nhớ Liễu Hối cũng xuất hiện cản mình, nhưng mình lại không nghe lời chàng. Liễu Hối, Liễu Hối. Cửu Duyên, đừng manh động, theo ta. Theo ta. Độc của chàng. Không sao, ta đã uống thuốc giải rồi, chỉ là binh mã của ta chưa tới, cần tôi kéo một ít thời gian. Theo ta, đừng chậm trễ. Ta vẫn chưa đi được, ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm. Liễu Hối, ta không kịp giải thích rồi. Bây giờ chàng hãy đi cứu người nhà của ta. Sau khi xong việc, ta sẽ nói rõ mọi thứ với chàng. Cửu Duyên, ta đã chứng minh được lòng mình. Hãy hứa với ta đừng chết, nhất định phải đến cứu ta. Cửu Duyên, thần thiếp vừa mới gặp đại hoàng tử, ngài ấy đã nói một vài chuyện bí mật. Chuyện gì? Việc này
không thể để người khác biết. Ả tiện nhân này, cho ngươi sống thêm vài ngày nữa. Dù sao Mạnh gia các người cũng sắp xuống địa ngục rồi. Ả tiện nhân này, rốt cuộc ngươi đã nói gì với Minh Diễn ca ca? Tại sao những ngày này huynh ấy không chịu gặp ta? Ngươi sợ gì? Ta chỉ nói với y về tấm lòng của ngươi. Lòng ngươi thích ai, ngươi tưởng là không ai biết hay sao? Ngươi nói bậy bạ. Người ngươi thật sự thích là đại hoàng tử. Đáng tiếc huynh ấy không thèm nhìn đến ngươi, cho nên ngươi mới chuyển sang Liễu Minh Diễn, An Nhiễm. Lúc trước ta đã mù mắt rồi, niệm tình ngươi sống lẻ loi nên đã thu nhận ngươi ở Mạnh phủ. Ai muốn nhận ân tình của ngươi? Mạnh gia các người cứ muốn dùng ánh mắt đáng thương để nhìn ta. Ta thua kém ngươi ở chỗ nào chứ? Ngươi chỉ có xuất thân tốt, có chút xinh đẹp, ngay cả đại hoàng tử cũng không thèm nhìn ta. Hôm nay ta sẽ hủy đi gương mặt của ngươi. Đợi chút, bây giờ ngươi đã có trái tim của Minh Diễn, tại sao vẫn còn đối xử với ta như vậy? Liễu Minh Diễn, hắn là một tên ngốc. Nói ra thì ta còn phải cảm ơn miếng ngọc này của ngươi, nếu không hắn cũng sẽ không thật lòng thật dạ với ta. Thì ra ngươi đã trộm miếng ngọc của ta. Ngươi khiến Minh Diễn tưởng rằng là ngươi đã cứu y. Nếu không ngươi tưởng tại sao y lại say mê ta? Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Ngôi vị hoàng hậu sẽ là của ta. Ả tiện nhân, trong lòng ngươi vẫn còn nghĩ đến người đàn ông khác. Hoàng thượng, Cửu Diên, xin lỗi, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Liễu Minh Diễn, ngươi thật to gan, ngươi dám giết vua sao? Ngươi là quân vương gì chứ? Dòng ân bội nghĩa, nếu không nhờ nàng ấy, ngươi làm gì có được thành tựu như bây giờ chứ? Ta biết ta có lỗi với Cửu Diên, sau này ta sẽ đối xử với Cửu Diên thật tốt. Muộn rồi. Cửu Diên, Liễu Minh Diễn, trong lòng ta chỉ có mỗi Liễu Hối. Còn ngươi, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Đừng, đừng mà. Liễu Hối, Liễu Hối, ta sẽ không để chàng chết. Liễu Hối, Cửu Diên, chàng chưa chết, chàng vẫn chưa chết. Nàng không cho ta chết. Ta vẫn chưa đi được, ta còn việc quan trọng hơn phải làm. Liễu Hối, ta không kịp giải thích với chàng rồi. Bây giờ chàng hãy cứu người nhà của ta, sau đó ta sẽ kể mọi chuyện cho chàng. Cửu Diên, ta đã chứng minh được lòng mình. Hãy hứa với ta, đừng chết, nhất định phải đến cứu ta. Chàng đã biết rồi. Kiếp sau nữa, ta đều muốn nàng làm hoàng hậu của ta, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bên nhau.